Dạ rồi, thì sau khi ăn sáng xong đó thì điểm tiếp theo em ghé cho gia đình mình là lên tham quan đặc sản miền Tây cùng với cái lò hủ tiếu nha. Dạ giờ này đi trễ quá không biết lên đây còn nước để cho vô trải nghiệm tráng bánh không nữa. Dạ, vậy rồi nếu xíu còn nước đó thì xíu cho gia đình mình vô trải nghiệm tráng đây luôn. Dạ thì đặc sản miền Tây xíu nó sẽ nằm phần ở phía dưới nha. Thì trên đây có những cái đặc sản khô của miền Tây, ví dụ như là khô cá lóc đồng nè, dạ cá lóc sợi, rồi khô cá sặc rằn với khô rắn. Dạ mà rắn đây là con rắn nước nha. Thì ăn nó mát nó thanh lọc cơ thể hơn, còn xíu muốn biết cái vị đó làm sao lên cho dùng thử hết luôn. Dạ rồi, ngoài ra còn có gì, thường nghe nói Cần Thơ có gái Ninh Kiều đúng không? Dạ trong làng khô em vẫn có một mỹ nữ trong làng khô nữa nha. Dạ gia đình mình có ăn nghe nhắc tới mỹ nữ nào trong làng khô chưa? Dạ mỹ nữ đi xuồng có hả? Dạ rồi có một em mỹ nữ trong làng khô nha. Tên của em là gì? Là Kiều Nữ Chân Dài nha. Dạ còn xíu muốn biết em Kiều Nữ đó làm sao đó, di chuyển lên đây em cho dùng thử em Kiều Nữ đó luôn. Dạ coi thịt của em ra làm sao. Dạ đi cho nổi với em kia, em dắt đi thử mỹ nữ thì em mới dắt nha, chứ lên đất liền mấy anh đừng kêu em dẫn đi thử mỹ nữ nha. Dạ lên đất liền mấy anh kêu dắt em đi dẫn thử là em không dám dắt đi nha. À, dạ nó là khu nhái chứ không phải con ếch. Dạ chân dài là con nhái. Dạ rồi thì sau khi dùng thử khô với em đi xong nó sẽ có vị mặn mặn đó, thì mình tiến qua dùng thử giúp em miếng rượu dừa nha. Dạ nhâm nhi miếng rượu dừa xong sẽ để vị cay nồng lại đó, thì mình tiến thẳng qua dùng thử giúp em viên kẹo dừa không dính răng. Dạ kẹo dừa không dính răng thì dùng thử đây nha, còn trong kia là lò kẹo dừa không đường. Dạ rồi sau khi dùng thử với em xong hết đó thì mình sẽ di chuyển lên cái lò hủ tiếu để mình tham quan xem cái quy trình làm ra sự tiếu truyền thống như thế nào. Dạ rồi giờ này mời mình cởi áo phao ra hết, mình di chuyển lên trên đây tham quan giúp em nha. Dạ mình mang hết ví tiền điện thoại hết giúp em nha. Dạ ai có ví mang ví, có tiền mang tiền, có điện thoại thì mang điện thoại nha. Mà lỡ có ví mà không có tiền nó cũng mang lên hết giúp em luôn nha. Dạ rồi xin mời gia đình mình luôn ạ. À. Dạ rồi giờ cũng có nhiều khá nhiều ghe tàu đó, thì gia đình mình lên đây họ có dán cho mình cái mã số đoàn, thì mình lưu ý giữ cái mã số đoàn đó trên tay giúp em nha. Để xíu em biết đường kiếm mình quay về tàu ở đây nha. Là cái nào? Dạ hả? Quá đẹp. Ủa mà cô nổi tiếng sẵn rồi, không biết cần. Tại vì là vừa rồi có coi của Hải Sapa TV là... cô là lên Hải Sapa TV đó. Quận sứ, quận sứ, dạ. Đó, quảng cáo đó. Thôi chết rồi. Không được. Đồ ngọt lắm ha. Dạ, đây đồ. Không mà đặc điểm ở đây thấy đồ gì cũng ngọt hết trơn á. Đó. Mà nó mềm. Dạ. Đó, một xíu ăn thử đây nè. Đó, rất là mềm. Ngọt nhưng mà mềm đó. Quan trọng là cái mềm á. Dạ. Anh em mình á là ăn kiểu chân dài ở dưới nước này thôi. À. Chứ đừng lên bờ. Lên bờ đừng ăn kiểu này.
Cái này là bánh tráng cá cơm. Đây là ăn thử. Nó nói Cần Thơ gạo trắng nước trong gì đó. À, hồi nãy cô đố là cái gì đẹo mà không bán, tôi thấy rồi. Tàu mình nó có bèo mấy cái đèn nên nó đâu có bán đâu. Chưa, về cũng biết còn chưa có hộp kìa. Ở đây mình mua là mua đi. Mua làm quà. Mua cá phèn nó con rồi đó kìa, mình nó không có nhỏ nhỏ. Cá phèn là con này, cái này con rắn. Ủa? Cái này là một gram á hả? 1 gram á hả? Ồ, cô rắn mà không nói ăn không biết luôn á. Rất ngon. Ngon. Bình là bao nhiêu? 100 cơ à? 100 gram hả? 100 gram. Chị bà, cô. Về mình thấy ngã vàng là chị mua về. Đó, kiều nữ chân dài đó, cái chị ăn đó. Em kiều nữ đó. Nè, nói nghe. Kiều nữ thôi, có đi với đại gia nha. À, kiều nữ nè. Thu đó 2 lạng là 280. Này mấy có con nhái nhỏ nhỏ mà không nhận, người ta bắt, ta phơi khô nè. Đặc sản. Liết sơ danh sách bạn bè thôi là mấy triệu rồi đó. Rồi. Ăn ở đi có thịt rắn đó. Cái đó là 2 góc đồng đó cơ. Ủa nãy giờ anh giao xâm phạm vô khu vực người bán rồi. Hàng chi thấy người ta nhìn mình quá chừng, người ta canh mình. Chỗ đó chỗ người ta đứng bán, mình đi vô đó. Dạ, ở đây. Ở đây là ở trên chợ nổi. Dạ, nổi. Đây là bánh mía lập xưởng. À, cái lầu nữa hả? Dạ, đây. Giống như một cái siêu thị nhỏ mà là ở trên tàu. Đây là hủ tiếu ở trên tàu luôn nha, chứ không phải là ở dưới. Đây. À, hiểu rồi. Cái này á là hủ tiếu cá răng. Dạ. Nếu như mà nó còn dai mà không thấy là thể thấy còn cái nếu không là là ăn được. Còn cái răng. Mỗi một màu là một cái loại trái cây. Ví dụ như màu tím này là cái loại rau củ khác. Mua 5 tặng 1. Mua 5 tặng 1. À, ở đây có đủ loại nè. À. Ồ, cắt bằng máy luôn, cắt bằng máy luôn. Dạ. Mình sẽ đi vô mình trải nghiệm mình coi.
Đó. Đây, cái, vô mình xem cái quy trình nha. Rồi giờ này có ai vô trải nghiệm không? Đây là nấu bằng trấu hả? Dạ, mấy anh có ai vô nấu bằng trấu. Vô bà. Thử đi. Vô thử chén đi. Mục sư nè, tôi cho anh Nam làm này mới trang bày được á mục sư. Đúng rồi. Mục sư làm này được là mục sư trang bày được. Chén nước thì làm nhẹ thôi nha. Rồi tôi dứt khoát chén mỏng nhanh đều nhẹ. Để cái ôi cái này ta thợ may mà lo gì mấy cái chuyện này. À, ga quán rồi. Đi như ủi đồ vậy thôi. Thấy nó dễ mà đâu có dễ. Cái này mình chưa có cảm nhận được mình chén mỏng vậy thôi, nếu mà mình lướt mình đè mạnh quá xuống á thì cái mặt lưới thì nó bắn ra nó sẽ bị một lỗ ở giữa. À. Mình lăn mình lưới mình lăn nửa cái bánh giúp em đây nha. Nhúng nước. Dạ không. Lăn nửa cái bánh thôi. Dạ đây. Dạ phải lăn nửa cái bánh xuống nước. Chị nói chúng em ăn hủ tiếu. Làm vậy để sau này có gì à? Mục sư làm này để nuôi chiên á. À lăn qua hả? Tại vì nãy giờ mình chén cái bột dưa phía bên ngoài nhiều quá. Hâm đều. Mình không có lặn mấy cây được. Mấy hâm đều nên mình dở. À đi qua cái khâu thứ hai. Khoan khoan trước. Vâng. Chặt chặt khoan tay còn lại bỏ cái bánh nè. Quay ngược lại. Gọi là chảy. Chảy bánh ra. Kéo ra, chảy bánh ra. Ô, chúc mừng mục sư. Dạ, cho nãy mình chạy cái bột. Dạ, có muốn làm lợi không? Đoàn có ai muốn làm lợi không? Có ai muốn làm cán sao ra trái tim luôn à? Cán sao cho nó tròn giống vậy nè. Ủa, cái nó xí khô là không còn cát gì nữa hả? Rồi bên đây là bánh, đây là qua đây cắt. Cái nhanh khô đi. Cắt nè. Khô. Dạ. Giờ còn ai muốn vô nữa không? Đó, đưa qua bên này cắt cho. Ai vô không? Không đúng không? Dạ rồi, khi mà chén ra như thế. Dạ. Mình có thể sờ giúp em thử cái bánh nè, xem đồ gì. Ô, dẻo nè, không ngon này. Nói đâu, mình đừng giờ cầm tay lắm kéo luôn. Mình có thể sờ chứ, mấy cái nghề. Còn ai làm được là thôi. Sao nữa, lưng thì mình làm lại. Dạ. Rồi, chú có muốn làm lợi luôn không? Dạ không, được rồi, vậy là được rồi. Để mình cảm nhận được. Nãy chén xong, giờ nói bánh dai, mà không biết dai thiệt hay không, đúng không? Giờ có thể cầm được cái bánh sờ. Quay cái. Dạ đây. Kéo đường nhẹ 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 cảm nhận được cái độ dai của bánh. Dạ. Thì như nãy em nói, cách tạo đây là được làm từ rau củ nha, nhưng màu này là từ hoa đậu biếc, còn màu cam là từ quả gắt, với màu tím mình thấy là từ lá cặn. Dạ. Còn cái này nó còn ướt nên mình cầm nó lên cái tay. Đây, quay đây. Ủa sao nổi cắt tại gì ta? Dạ rồi. Cái máy nó để bà. Dạ rồi, sau khi cái bánh mà mới vừa chén á, cái cô đại diện mang lên kia phơi nó cách tầm 4-5 tiếng đó. Thì cái bánh nó khô nó ráo mặt như thế này. À phơi này hãy là phơi 5 tiếng thì nó khô 4-5 tiếng. Dạ, nó quy định là nhất thiết 5 tiếng. Dạ, nhưng mà cái máy anh cầm trên tay là được ủ qua một đêm nha. Nhưng mà nếu cái anh ủ đủ 24 giờ thì nó sẽ mềm, cái này chưa đủ 24 giờ. Thì sau khi ủ xong đó, thì các cô mới cho vô cái máy cắt sợi. Hồi xưa thì họ phải cuộn, nhưng mà cắt bằng kéo, bằng tay bình thường. Còn ngày nay là phải cắt bằng máy. Cẩn thận cái tay. Dạ, chưa mở máy nữa không sao. Dạ, anh được em đang chỉ anh đừng mở máy là được. Dạ rồi, mình thấy hai cái đường bánh cắt này đúng không? Nó đang xen với nhau. Thì có một đường cắt nó sẽ cho ra hai sợi tiểu. Rồi có hai vô. Có ai vô hút hủ tiếu không? Đây, nhìn đây. Anh chụp hủ tiếu luôn không? Anh quay thôi. Anh đừng bắt đi thay bánh cắt. Dạ, ngồi xuống. Bán được rồi, làm sao? Từ từ nha, từ từ để chụp hình với phim. Mình hút là cao quá, xe nó cầm lên hút mình nó bỏ xuống. Rồi, từ từ nha. Đây, đó. Chuẩn bị sẵn đây cái sợi tiếp đi. Chụp nha. Đừng có đưa lên trên đây nha. Rồi, hút. Thành nghe rồi, thành nghe rồi. Rồi,
Cái giặc biệt rồi, rớt hết đi. Thanh nghe rồi, Thanh nghe rồi. Dạ rồi, phi hủ tiếu mà vừa cắt ra như thế này liền á thì được gọi là hủ tiếu tươi nha. Nó có hai loại, tươi và khô. Tươi thì mình phải bảo quản trong ngăn mát của là 45 ngày. Còn khô thì mình phải bảo quản được lâu hơn là 12 tháng. 12 tháng là tươi nha. Cái này là đủ nước vô ăn. Đúng rồi, dùng nước hảo sắp tới rồi dùng sôi. Mình phải dùng sơ nhẹ thôi đây. Ở nhà bà nội ở Bến Tre hay gửi lên á. Còn cái khô thì mình để được lâu hơn nè. Hồi nãy thấy người ta ăn thử gì mình vô mình ăn thử chưa ăn thử dạ, quay rồi. Không à? Dạ, khi cái bánh hủ tiếu vừa ra như thế này nó ướp gia vị chiên ra hủ tiếu chiên giòn. Hủ tiếu chiên giòn. À, đâu một sư thử rồi. Rồi ăn rồi hả? Dạ. Casino. À. Đây là hủ tiếu chiên giòn. Hủ tiếu chiên giòn á hả? Giới thiệu đi. Hay là hủ tiếu chiên giòn nha. Dạ vâng, từ từ cầm. Thanh phẩm nó sẽ có trà bông. Cầm đây từ từ để mình sẽ nói này cho biết chứ. Ăn từ từ gì đó. À, ý là một sư sẽ nói từ cái cọng này nè. Dạ đúng. Đó. Bài bản. Cái này là mình muốn ra được cái hủ tiếu như thế này là hiện tại nó có điều vị ăn nha. Thì mình phải ướp thêm gia vị nêm nướng, đường muối, bột ngọt vô. Nó mới vừa miệng ăn như thế này. Dạ. Nhưng mà thường cái pizza hủ tiếu đó mình chiên dùng cái hủ tiếu tươi chiên ngon hủ tiếu khô. Ta cứ nghĩ là cái khô càng khô mình chiên càng ngon nhờ ăn cái tươi chiên ngon hơn. Rồi. Rồi, trên một cái đó đi. Rồi, cảm ơn em. Đây, đó. Ngon. Ông cưng ở nha. Hên quá, mình lên trước đi ông, hồi đông không? Đông vui. Rất là giòn. Rất là ngon. Nên thử. Mình ăn thử chưa? Bỏ chưa? Ăn thử đi. Ngon. Ít thôi em biết ơn. Ngon lắm. Cái này thì đâu? Không, em vừa thử đi một cái chế. Vậy là ăn đây chị. Cái này để thử nè. Cái này là mới đó. Cái nó bỏ tương mới ngon. Không. Cái này là nguyên không có nước, không có tương ớt. À ra à. Tức lẽ cái người hai gói, người này ba gói. Dạ, đây nè. Bao nhiêu một cái thì đây mua tặng 50.000 tặng một. 50.000 một cái. Vậy là phải tới 250 mới được tặng một. Mới là thành 6 bằng 6 bằng 6. Cái này mình mua 250. Thôi bây giờ 5 người mua đi, cứ cho tôi cái dư á. Tặng một. Cái cọng hủ tiếu à, tại vì có dư nêm gia vị á. Nêm gia vị này muốn ăn không ăn thì mình mua. Hỏi đi. Hỏi hả? Cái này là cái này là nghe không có máy nghe. Ông vô cầm ăn muốn nói cái này có mấy đường đất nó mới ăn. Ai nặng ăn ba. Cái này có mấy đường đất nó mới ăn. Mình nói là ổng nói vậy cái này nhiều đứng đứng nữa ghê đó ghê lắm tưởng sao người lớn cũng còn mới hơn đó. Em ăn ngọt đúng rồi bột ngọt có bột ngọt em miếng ngon nữa ăn nhiều. Thường những cái đồ ăn chiên này là phải có bột ngọt hết đó. Nó bắt gia vị nó mới ngon, nó mới bắt được. Cái nó không gia vị là không nấu. À, đây, chủ hơi, mình phải coi chủ hơi với quy trình mà. Chúng ta đi cần quy trình ra. Cái đi vừa một tô. À, như vậy thì... Gọi là họ đã kêu là một giác ra đây đâu. Dạ, một bắt. Ở đây có một cái lợi thế là không bị gió thổi bụi bay giống như ở trên bất đất liền. Dạ, đúng. Bởi vì dưới sông mà, đó, cho nên hủ tiếu là sẽ rất là sạch. Đây, những cái thùng này được gọi là hủ tiếu khô nha, là phải phơi tầm khoảng 2-3 nắng cắt thịt và khô nữa, mình mới bảo quản được lâu hơn là 12 tháng. Ai muốn phơi khô ra đứng đây luôn nha, tại vì nắng dữ lắm. Nha. Cái đó nó khô. À, khô. Chưa khô. Cái củ nó chưa khô. Ờ, dạo này đây thì mới có hủ tiếu khô nghe. Đi còn
vậy hả? À, mùa nắng mới có. Dạ, nắng mới có. Hủ tiếu tươi khô. Không thể xáy được đâu mà. Dạ, đúng rồi, đây cô chú không có xáy. Không, mà công nhận nhìn đủ màu đẹp quá. Tầm mắt ra nhìn thấy được cảnh cảnh của nội nha. Cho nên nhiều khi chưa mà gặp có người ra lấy hàng đúng không? Chứ phải là chỉ 5 giờ sáng, 4 giờ sáng. Giờ này đúng là, không mà giờ này, à đúng rồi. Sáng đông vui, dưới mát nữa, dưới mát nữa. Còn bây giờ thì nắng nhiều quá. 5 giờ cho nó mát đi, về về nó mát. Vô chụp cảnh luôn hả? Đúng rồi. Ông bà đứng vô chụp cảnh. Cắt điện thoại đi rồi giáp bộ phơi khô, phơi nắng, phơi gì đó. À, sorry. 2, 3. Mấy mấy chụp. Chụp lại chưa, chụp lại chưa? Lại dính cái lưng. Mấy con vô đi em chụp cho. Vô mình đứng đi. Đâu cái con anh đâu? Mấy người kia đâu? Ủa đoàn số mình là số mấy hả? 14 hả? Vô mình đứng đi, mình cầm mình có gì mình chạy nhiều chị tao số 14 xuống dưới nè. Rồi phải xuống. Anh Lợi đứng mình đây. Rồi mỗi người quay quanh cầm cục hủ tiếu lên nè. Dạ, mỗi tay cục cũng được nữa, hai tay. Vậy mình chọn màu hả? Chọn màu. Chọn màu nè, chọn màu đó. Chắc chứ. Dạ. Rồi, ok rồi, 2, 3 chụp liên tục nha. Nắng quá. Đi giờ này thì chụp hình lên nắng đẹp thôi. Ủa vậy hả? Đẹp hả? Nắng nhiều mắt cái trơn. Đầy đủ ánh sáng nó đẹp mà mắt nó nhiều nhiều chưa là được. Rồi, đâu rồi cái đoàn protein đâu rồi? Đầu pha tin dữ nè. À đây bánh nè, bánh mới nè. Nhờ cái cơ hội đi rồi mình sẵn mình ghé đây mới biết chứ. Đây là bê nè. Cái chỗ này chỗ nào? Nè quên nãy thử rượu dừa chưa đúng không? Ừ. Rồi qua cho thử rượu dừa với ăn miếng kem gì không? Thôi nghe tôi hỏi với mục sư. Đi qua nha, tại nó đợi lò. Ở đâu vậy? Dạ qua đi. Điểm dừng chân khởi mi. Chụp hình check in cho một sườn cái gì rồi. Điểm vô trong nè. Tôi đi xa. Một bên người cây đi. Bên kia đó. Trời sao ơi. Nhìn hoài. Hoài thôi. Nhìn nhau. Nhìn nhau chồng. Ủa mắt nhìn nhau. Chồng. Cái dưới này đường thốt nốt nè. Nè, nó mẹ mua chân già về. À, đường thốt nốt. Không biết có mà mua. Đường thốt nốt nè. Nè. Bữa về tặng được á. Cái bữa ai lên nhớ không ra tặng cái đường thốt nốt mình. Đây nè, đồng chí này luôn. Cái đó mà nấu chè thôi rồi, chè nó đen. Thơm lắm. Tôi có vị rất là hay. Cái đường mà là cái nào vậy Trúc, cái nào ngon vậy? Hỏi đó. Giống không, giống mấy này không hay khác? Tôi nói là cái bữa đó đem lên đó là nó không phải là cái cục này, nhưng mà bữa đó là cái hũ đường đường dẻo. Có nhiều loại. Bữa đem lên nó để nó ăn, nó là đường đường dẻo. Để đó mà tôi không biết là cái gì. Em nấu ra. Cái đó là Diễm làm, cái đó là Diễm làm rồi. Diễm sơ chế rồi. Tại không biết cái gì cả, tôi cuối cùng là nhìn trong ở ở miền Tây đem lên rồi. Diễm á, Diễm làm á, để ăn cái xương sáo. Nó kèm rồi. Không, cái này mua bây giờ làm quà cũng được. Cái giờ nó pha rồi. À, không trời. Cho cái cục nó được ăn chắc thôi nha. Cái này là vừa non nè. Bánh vừa non nè. Đâu, giới thiệu luôn coi, bánh vừa non. Bánh vừa non nè. À, ồ. Bây giờ vừa là ta chế ra nhiều loại ghê ha.
lại quê xứ dừa mà còn không biết bánh dừa non này luôn á, bữa nay mới biết nè. Có này là có lá dứa. Ồ, vậy mua đi, mua về cho người ta coi. Sầu riêng. Còn cái này là đậu phộng. Vậy chị lấy cho em bao nhiêu loại, chị lấy cho em mỗi loại một cái đi. Lấy giùm đi, lấy giùm em. Rồi, vậy lấy cho em ba loại đi về em làm quà tặng cho. Là hai cái là tặng năm luôn á. Ủa gì năm tặng một giống nãy. Năm tặng một hả? Chị vậy có thử hay ta? Lấy cái sầu riêng, lấy cái sầu riêng với lại sầu riêng rồi năm. Ờ em 5 là được quyền lấy thêm cái bỏ vô luôn phải không? Rồi. Rồi lấy cho em đi nữa để về em. Rồi. Lấy sầu riêng rồi chưa? Rồi đủ rồi, 6 nè. 2 4 6. Rồi. Đây mua 5 tặng 1, 5 tặng 1. Quảng cáo, quảng cáo, quảng cáo. À chơi bánh dừa non, lá dứa, sầu riêng, đậu phộng. Mua 5 tặng 1. Mãi vô. Ơi, tiết mục quảng cáo nó đi là hết. Cảm ơn các bạn. Rồi, rượu dừa với kẹo không dính răng. Rồi, kẹo không dính răng. Đi, 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 xem kẹo không dính răng. Kẹo không dính răng. Alo. Đây là người ta thử. Đâu cái nào không dính răng đâu, tôi ăn dính răng thì trả tiền cho tôi nha. Thôi thôi khỏi. Viên đòn này không được. Rồi còn kẹo không dính răng qua anh đây. Hôm qua là cái tên. Nó vẫn cứ cái cục. Ồ nhiều thứ quá chị ba. Nhiều bánh quá. Nè mình thử miếng kẹo không dính răng. Dính răng tạo lại tiền không? Dính răng trả lại tiền nha. Đây cầm nhà để răng nha. Đây. Này nó dẻo dẻo giống như là gì? Phát biểu cảm tưởng coi. Ăn ngọt, kẹo phải ngọt đúng rồi. Nó dài, kẹo này dài. Gì nữa? Rồi cho anh cầm cái này đi. Rồi đây kẹo không dính răng. Đâu nó vẫn dính răng mà. Ừ. Dừa hơi bà. Cái kẹo này nó sẽ có đường nha, nó sẽ có cơm dừa. Đúng rồi, nó như vậy thôi. À, cái cơm dừa á, cơm dừa. Ai dính răng trả tiền. Không, thật ra nó là giống như là sắc dừa á. Ăn như sắc dừa vậy. Kì, ăn thử ra, một cái ăn thử ra. Em ăn rồi á, em ăn rồi. Đơn giản, tại sao không được ăn vô là nghe liền, tại sao không dính? Có sắc dừa. Không, thưa chú tại sao nó không dính? Dầu dừa. À, dầu dừa trơn. Dừa da. Ừ. Quen luôn à. À có xong là vừa đủ cái là làm xong cái là bỏ vô này luôn. Sắc dừa. Và cái dừa mà không nước ăn không dính được dừa ăn vô là dầu dừa nhiều. Một là cái sắc dừa nhạt.
sớm. Rồi mình đi được chưa? Tính điện này chứ. Dạ rồi giờ mình có tự do đăng quan thì làm xong mình xào thôi chứ. Tính điện đằng kia phải không? Đằng kia. Em đi tính tiền coi. Ở đây có mắm nè. Đây, tính tiền là ở đâu? Có lẽ anh thôi. Tiền mặt chắc có. Thằng Thái chứng khoán. Nói là tao biết liền. Mua 5 tặng 1. Dạ 250. Rồi 250. Cảm ơn em. Này mua 5 tặng 6 lận. Có cái bao nữa. Rồi. Sao lại cái đoàn Fatin của mình đi về chưa? Mình đi chơi thôi. Xí khô rồi nó cứng nhắc á, nó dẻo mới có. Công nhận tôi quê Bến Tre mà tôi còn không biết bằng mấy người Tây Ninh. Thôi đi. Nó cứng thôi rồi. Có mua rồi, có mua rồi. 2, 4, 6. Hơi dầu. Ra dầu hết ngon. Cái gì những cái dầu dừa mình á. Dạ. Dưới quê là dầu dừa ta thoa lên tóc á. Bạn này viết chữ đẹp nè các bạn, cái chữ này nè. Được chưa? Rồi. Tàu của mình kho tin á. Dễ hả? Đó, nhưng mình đi lạc, nhưng giờ vắng thì mình biết đường tàu ở đâu. Đồng đúng không? Còn 14. Có được ghi tên đây là hả? Không, có ghi số tàu với số đoàn. À vậy hả? À có ai cắt nước gì không? Có ai cắt nước gì không? Mua nước đi à. Tiền lẻ nè. Khách đi hết rồi. Gì nữa? Mua nữa hả? Rồi. Cô gái bán khô cá. Rồi. Đi cẩn thận. Rồi, lên tàu. Cảm ơn anh. Nước đây, cái chai nước đâu ba? Sáng anh đưa cho em chai nước mà.
Đây đây nè, lấy ra chế ra. Đây đây, đây lấy ra chế ra chị. Uống là chơi chơi bờ của ông nhớ. Dạ rồi, gia đình mình mặc áo phao hết giúp em nha. Thì để di chuyển qua cái lò kẹo dừa thì mình đi đoạn hơi xa cho nên mặc áo phao, chứ không phải giống như ăn sáng mà xẹt qua cái tới đây. Dạ rồi, thì ở đây đó, để vào trong được cái lò kẹo dừa thì mình phải di chuyển ra khỏi cầu cái răng, mình rẽ vào một con rạch nhỏ thì mới đến được cái lò kẹo dừa không đường ở đây nha. Dạ rồi, nếu mà đi giờ này trễ quá để ngồi lên em coi họ có làm kẹo dừa không, nhưng nó được vô trải nghiệm gói kẹo dừa chung luôn. Dạ, tại vì một ngày cô chú đây họ chỉ làm có 1 đến 2 mẻ kẹo dừa ở đây thôi, làm ngày nào bán ngày đó, hết mơ làm tiếp. Dạ, cho nên là không có làm xuyên suốt nguyên một ngày, mà vô giờ nào cũng thấy người ta gói kẹo như ở Bến Tre. Dạ, cô chú chỉ làm 1-2 mẻ kẹo dừa thôi, bởi vì nếu kẹo dừa mà họ làm để lâu quá thì nó sẽ bị hôi dừa, hôi dầu trong đây, nên họ cô chú không có làm lâu ở đây, chỉ làm ngày nào bán ngày đó, ngày 1-2 mẻ một hà. Dạ, cho nên bắt đầu từ 5 giờ bắt cái mẻ kẹo dừa lên, rồi tới 7 giờ có thêm mẻ, rồi 7 giờ bắt tới 9 giờ, mà giờ này chắc hơn rồi phải không? Giờ này không biết vô còn gói kẹo dừa không nữa. Dạ, không còn, nhưng mà vẫn còn kẹo để dùng thử nha. Dạ, dạ rồi, thì ở đây trên đường di chuyển qua lò kẹo dừa thì gia đình quan sát nhìn ngắm khung cảnh Trà Nội một lần nữa lại với em xuống đây nha. Dạ rồi, thì cuối khu vực Trà Nội đó thường nó dành cho du khách mình, nhưng mà tuy nhiên mà để ý bên tay trái vẫn xuất hiện leo hoa gì tầm khoảng 1-2-3 chiếc ghe của cô chú Tân Hồ vẫn neo đậu ở đây. Dạ đúng rồi, dạ thấy trên cái phương tiện chiếc ghe đó thì còn xuất hiện cái hình ảnh phương tiện ở trên đường bộ nữa đúng không? Dạ còn có cả xe gắn máy. Dạ thì xưa thì sẽ có tivi màu nè, rồi có tivi trắng đen thôi, rồi radio. Dạ đầy đủ giống như trên đất liền, không phải không có tivi nha. Còn ngày nay hiện đại hơn thì cô chú sử dụng những cái smartphone rồi, những cái điện thoại rồi. Dạ thậm chí không cần nghe xem tivi hoặc là những cái radio như hồi xưa nữa. Dạ rồi, thì ở trên đây đó để giúp em nha. Thì Chợ Nổi Cái Răng ở đây lúc bấy giờ là một trong những chợ nổi sầm uất và bậc nhất ở miền Tây Nam Bộ. Chủ yếu của họ là phân phối sỉ nông sản thôi. Dạ, thì phân phối sỉ đó là nghĩa là họ sẽ bán sỉ nha, không có bán lẻ. Dạ, vẫn có bán lẻ nữa nhưng mà tuy nhiên ít hơn. Thì phân phối sỉ đó giống như là gì? Chợ này giống như cái chợ đầu mối ở trên đất liền của gia đình mình. Thì dạ, thì bán sỉ đây như sáng chú hỏi đó, dạ sỉ đây họ tính sao đó. Dạ thì sỉ em nhắc lại nha, họ sẽ có hai hình thức tính sỉ. Một là họ sẽ tính chục, hai là họ sẽ tính ký. Dạ muốn mua nhiều ký thì bán bấy nhiêu thôi. Dạ mà tính chục ở đây ở miền Tây em chục là nhiêu? Dạ đúng rồi, một chục 12, 14, 16, 18, chứ không nhất thiết một chục theo như số học là 10 nha. Dạ có 18 luôn chứ không phải. Dạ thì đây đó một số cái lẻ cô chú họ lẻ thêm đây đó, một số cô chú họ sẽ cho thêm. Dạ thể hiện đi cái tình cái nghĩa của những người miền Tây sông nước với nhau. Dạ thấy ghẻ thì mai mốt quay lại mua ủng hộ tiếp đúng không? Chứ giờ bán chục theo số học quy định chục 10 thôi. Dạ rồi mốt không ai quay lại mua nữa trơn á. Dạ người miền Tây đây bán cho thêm như thế này, thể hiện cái tình cái nghĩa của những người miền Tây sông nước với nhau ở đây. Dạ rồi thì hiện tại đó anh Thải có thể len lỏi vào ở giữa cho gia đình mình nhìn ngắm cận cảnh hơn những cái hình ảnh buôn bán cũng như cuộc sống ghe tàu của các cô chú luôn nha. Dạ hồi sớm thì mình đi bên ngoài cho nên mình thấy ghe tàu không có nhiều, nhưng mà mình len lỏi vô bên trong thì mình thấy xuất hiện nhiều ghe tàu hơn. Đôi lúc là gì? Đôi lúc mình sẽ đi bên trong nhưng mà tới một cái đoạn đó mà ghe tàu cô chú neo dày kính đó, không có chỗ để qua đó, thì mình bắt buộc mình sẽ dẫn đi ở phía bên ngoài, rẽ ra để đi bên ngoài, chứ không phải lúc thiết lúc nào cũng đi bên trong này. Hiện tại thì bên trong trống được đoạn nào thì anh Khải đi cho mình đỡ đoạn đó thôi. Dạ rồi, đi bên trong được thì giờ mình nhìn hai bên đều được hết nha. Dạ rồi, thì mọi một chiếc ghe ở đây gia đình để ý giúp em nha, thường sẽ được chia ra làm 3 phần nha. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ thì mỗi một chiếc ghe đây được chia ra làm 3 phần để ý giúp em, là mũi ghe, khoang ghe và sau lái. Thì cái mũi ghe là cái phần ở phía trước đó, thường là nơi thờ cúng của các cô chú ở trên đây nha. Dạ phía trước mũi ghe có một cái trụ thanh gỗ đó cắm xuống trước mũi ghe đó, thì cái nơi mà cô chú họ sẽ thắp hương đó, rồi họ để cây cắt cái nén nhang ở trên đó. Dạ còn cái khoang ghe là cái đoạn ở giữa, là nơi chất chứa nông sản hàng hóa của các cô chú thương hộ. Còn sau lái đó là nơi sinh hoạt của các cô chú nha. Dạ thì sau lái là nơi sinh hoạt, là nơi ăn ngủ nghỉ của cô chú trong đây luôn, tắm rửa giặt giũ luôn. Dạ thì cái khoang ở giữa đó là cái khoang mà cô chú họ sẽ nấu ăn nấu uống ở bên trong luôn nha. Xong nhưng mà cái khoang bên trong mình thấy cái chiếc ghe nó bự vậy đó, chứ nó không có được rộng hết nha. Từ cái đoạn này mình thấy đó. Dạ vị trí không gian tầm khoảng từ 4 đến 5 cái ghế như hiện tại mình thấy trên chiếc ghe cái tàu của mình thôi, nó không có rộng. Thì cô chú nấu ăn nấu uống, bếp ga đũa muỗng nó ăn uống nấu xong đó dẹp qua một bên. Dạ để gọn lại qua cụm bên đó, còn chừa lại tầm khoảng 2-3 người chỗ, 2-3 người ngủ ở đây. Dạ rồi, thì tuy nhiên mình đi giờ này đó, mặc dù tuy gia đình không thấy được hình ảnh buôn bán tấp nập như so với buổi sáng, nhưng mà mình sẽ có thời gian cảm nhận từ từ cái khung cảnh của Trà Nổi, cuộc sống, đời sống của thương hồ nha.
Nếu đi buổi sáng quá thấy nó vội vàng, nó ồn ào quá mình không có cảm nhận được. Dạ rồi, giờ này mình đi đó, thì nãy giờ đi ngang thỉnh thoảng thấy một số chiếc ghe cô chú họ đang làm gì? Họ không buôn bán thì họ làm gì? Dạ đúng rồi, số cô chú thì họ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén đúng không? Dạ. Ta tìa xuống ta rút cái ta rớt lên là xong phải không? Dạ rồi, thì trên đây nhờ đi chảy giờ này gia đình mình sẽ quan sát được cô chú đây, cái đời sống hàng ngày của họ đều diễn ra trên chính chiếc ghe như thế này. Chứ không phải nghe nói chợ nổi đó, là họ chỉ mang chiếc ghe ra đây bán không rồi đi về nha. Dạ bởi vì chợ nổi cái răng đây vẫn là chợ nổi tự nhiên. Nghĩa là mỗi cái ghe tàu ở đây đó họ sẽ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như họ đến từ vùng Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang hoặc Tiền Giang đi qua đó. Dạ họ neo đậu ở đây đến khi nào mà bán hết hàng ở trên chiếc ghe này thì mới quay trở về. Dạ mà mình nhìn nguyên chiếc ghe nó lớn, nó rộng, nó nhiều hàng hóa đó, bán 1-2 ngày hết không? Dạ không thể nào mà bán 1-2 ngày hết chiếc ghe được nha. Mà bắt buộc họ phải neo đậu ở đây vài tuần, thậm chí là cả tháng, hơn 1 tháng cũng có nữa nha. Dạ cho nên mọi cái hoạt động như gia đình mình sinh hoạt đó, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ đó thì đều diễn ra trên chính cái chiếc ghe như thế này. Dạ mà để ý nãy giờ mình đi từ phía sau lái lên đó, mình thấy ở một số chiếc ghe phía sau cô chú có nói một cái bật ra thêm ở phía sau không? Dạ cái bật đó giống như cái sàn nước ở trên đất liền của mình á, cái nơi mà cô chú họ sẽ tắm rửa, giặt giũ rồi vo gạo nấu cơm bằng thịt cá ở ngoài cái bật như thế để tránh tình trạng nước tràn vào bên trong ghe của họ. Dạ nếu mà một số chiếc ghe thiết kế đặc biệt hơn thì cô chú không cần phải nói cái bật đó ra thêm phía sau nữa nha. Đây cái bật đó có thể được làm bằng vịt sắt và bằng ván như phía bên tay trái của gia đình mình thấy có để cái tủ đông đó. Dạ trên đây vẫn có tủ đông nha, trên bờ có tủ lạnh, đây vẫn có tủ đông nha. Dạ để cô chú gì chứa đựng dự trữ thực phẩm ở trên đây. Dạ rồi, thì nãy đi ngang đó thấy ta bán nghe nói bảo bán sỉ đó đúng không? Dạ sao biết ghe nào bán sỉ, ghe nào bán lẻ, trong đây nhiều ghe tàu quá. Dạ nó nhiều đồ hơn đúng không, nhưng mà họ vẫn bán lẻ bình thường. Một số ghe tàu vẫn có bán lẻ nha. Dạ cái này ghe khướm. Dạ dạ rồi mình để ý nè, ghe bán sỉ đó thường là những ghe lớn và đặc biệt họ sẽ có treo cây bèo. Và trên cây bèo của họ sẽ được treo thành từng chùm nha. Nghĩa là ghe đó họ bán sỉ. Dạ ví dụ như sớm giờ đi vô có thấy ghe nào mà treo củ cải trắng mà treo một chùm không? Tầm khoảng 3-4 củ đó chứ không phải treo một củ. Dạ nghĩa là ghe đó họ bán sỉ. Còn nào họ treo lẻ đó thì họ có thể là họ vừa bán sỉ vừa bán lẻ luôn. Dạ rồi như nãy mình thấy có chiếc xuồng máy đó cô chú đi đây, cô các con cô mới chạy vô đó đúng không? Dạ giờ này vẫn có người lấy hàng bình thường mà. Thì một ngày các cô chú ở đây họ có thể lấy tầm khoảng là 2-3-4 hoặc là 5-6 chuyến hàng gì nha. Chứ không phải họ chỉ lấy một chuyến duy nhất vào lúc 5 giờ hoặc là 5 giờ 30 trên đây. Dạ rồi, thì như nãy anh có chị cái ghe khớm hay nãy anh nó treo đủ thứ đó. Dạ cái đó là ghe khớm thì cô chú không có bán sỉ. Dạ ghe đó cô chú họ sống dựa vào phục vụ du lịch ở đây nha. Đó là thường những khách Tây họ lên thôi. Họ lên trên chiếc ghe đó họ quan sát cái khung cảnh của những người dân thương hồ như thế nào, để xuống cái khoang, ghe ở dưới đó để xem đó. Thì đồng thời đó họ sẽ dùng những cái quả khớm lên để ủng hộ những người dân cô chú thương hộ ở trên đây. Cho nên ghe đó cô chú chỉ bán lẻ phục vụ du lịch chứ không có bán sỉ giống như một số ghe tàu đang neo đậu ở phía bên trong. Dạ rồi thì hiện tại mình ra khỏi những khu vực neo đậu ghe tàu của các cô chú đó thì để ý bên tay phải giúp em. Dạ thấy bán cà phê trên sông đúng không? Dạ rồi thì ở trên đây để ý giúp em sớm giờ đi vô đó bên tay phải mình hiện tại có rất là nhiều cái ngôi nhà ở trên sông đúng không? Từ vị trí ở trong chợ nổi ra tới bên ngoài cầu luôn. Dạ thì những ngôi nhà ven sông ở trên sông ở miền Tây em thường có hai dạng nhà nha. Một là nhà bè, hai là nhà sàn nha. Dạ mà những ngôi nhà gia đình mình hiện tại thấy trong khu vực chợ nổi đó thì đây là nhà bè. Dạ thì nhà bè nó sẽ có ưu điểm là khi nước lên hay xuống ngôi nhà nó sẽ lên xuống theo con nước. Dạ mà nhà bè ở đây nãy giờ có ai phát hiện có điều đặc biệt gì khác so với số nhà bè khác mà mình thấy chưa? Dạ có cái thùng phải không? Thì thùng phi cặp hai bên đó. Dạ thì điểm đặc biệt đây là gì? Một số cái ngôi nhà bè ở đây đó sẽ có một cái chiếc xuồng ghe nhỏ ở giữa. Dạ ví dụ như ông Tinh nhìn thử bên tay phải mấy cái nhà bè ở phía trước gần cầu cái găng này, thấy có một chiếc ghe nhỏ ở giữa chưa? Dạ đúng không? Hai bên họ sẽ cặp những cái thùng phi, thùng phao giúp cho ngôi nhà được thăng bằng hơn. Dạ thì tuy nhiên em nói đó nó khác là gì? Không phải nhà bè nào trong chợ nổi cũng sẽ có xuồng ghe nhỏ ở giữa nha. Dạ thì nhà bè nào mà mình để ý tại sao có sự khác nhau như vậy đúng không? Dạ thì nhà bè nào mà có xuồng ghe nhỏ ở giữa như thế này đó là nhà của các cô chú người dân thương hồ. Dạ là bởi vì khi các cô chú họ còn trẻ còn khỏe đó thì họ buôn bán và sinh sống trên chính chiếc ghe như thế này. Khi lớn tuổi về già cô chú không buôn bán được nữa thì dùng chính chiếc ghe của mình thời trẻ để làm nên ngôi nhà ở tiếp tục cuộc sống của người dân thương hồ ở đây. Dạ rồi thì tuy nhiên không phải cuộc sống thương hồ ai sau này cũng ở trên nhà bè vậy nha.
thì ai cô chú ở đây, một số cô chú họ sẽ có đất, có nhà trên đất liền thì lớn tuổi về già họ quay lên trên đất liền họ sinh sống. Còn đối với những cô chú nào họ không có đất ở trên đất liền từ xưa tới giờ đó, dạ thì cô chú vẫn phải tiếp tục cuộc sống mưu sinh trên những cái ngôi nhà bè như thế này, rày đây mai đó thôi, dạ để tiếp tục cuộc sống thương hồn. Và đối với ai không có nhà trên đất liền mới ở trên đây, còn ai có nhà thì sau này cô chú họ bán ghe họ về trên đất liền để sinh sống thôi. Dạ rồi, thì hiện tại đó, dạ mình di chuyển vào trong lò kẹo dừa sáng cái đoạn mà dòng sông mình nhớ mình khởi hành từ bến Ninh Kiều vô tới chợ nội Cái Răng không? Dạ là mình đi trên dòng sông đúng không, mà không ai hồi sáng giờ không nghe ai hỏi em này sông gì hết trơn á. Dạ chắc biết đi đó là sông gì rồi phải không? Không biết mà cũng không nghe hỏi luôn. Dạ, dạ rồi mà không thắc mắc luôn. Dạ rồi thì cái đoạn dòng sông mà gia đình mình khởi hành từ bến Ninh Kiều dài cho tới trong cái ngay cầu Cái Răng nha, thì đây là sông Cần Thơ chứ không phải sông Hậu. Dạ sông Cần Thơ là một nhánh nhỏ của sông Hậu. Nè nó là một nhánh nhỏ thôi chứ sông Hậu bự rộng lớn hơn sông Cần Thơ hiện tại. Dạ rồi còn hiện tại đó vị trí mà gia đình mình đang rẽ vào đó thì đây là rạch Cái Răng nha. Dạ rạch Cái Răng. Dạ sao tự nhiên em không gọi là sông Cái Răng mà gọi là rạch đúng không? Dạ nó nhỏ hơn sông nên mình gọi là rạch, mà nhỏ hơn rạch nó gọi là gì? Dạ chưa tới con mương. Dạ nhỏ hơn gạch nữa. Dạ đúng rồi, gọi là sẻo nha. Dạ con sẻo, con sông, con sẻo cái rạch đó là do địa hình tự nhiên được hình thành nên nha. Nhầm khách bảo em con kênh nhưng mà kênh không phải. Dạ con kênh là do bàn tay của con người đào nên. Dạ rồi còn những cái địa danh này em kể trên như gạch, sẻo, mương đó, với lại là gì, cái sông đó thì tự nhiên địa hình hình thành nên thôi. Dạ rồi thì vị trí hiện tại đó. Dạ đúng rồi. Dạ mà mình di chuyển vào trong cái lò kẹo dừa ở trên đây, nó đặc biệt là lò kẹo dừa không đường nha. Thì dành cho những ai thích ăn kẹo dừa mà sợ ngọt sợ béo đó, có viên kẹo dừa ngọt không đường ở trên đây luôn. Dạ tuy nhiên kẹo dừa không đường xíu em sẽ cho gia đình mình dùng thử nha. Dạ mình ăn xong đó mình em có lưu ý nha, nó sẽ vẫn dính răng giống như kẹo dừa truyền thống ở Bến Tre thôi. Dạ cho nên là mình lưu ý là mình ngậm hoặc là nhai nhẹ giúp em nha. Dạ để cảm nhận cái hậu ngọt thanh của vị nước cốt dừa ở trên đây. Dạ rồi thì trên đây đó xíu nữa, nãy giờ ai có hay ăn kẹo dừa truyền thống ở Bến Tre chưa? Dạ hầu như chưa luôn hả? Dạ ăn rồi đúng không? Dạ tôi dưới nè. Dạ rồi thì hầu như ai cũng ăn kẹo dừa truyền thống rồi, lên đây dùng thử cái viên kẹo dừa không đường xem nó khác gì nha. Dạ rồi. Dạ rồi xíu ăn kẹo dừa không đường nhưng mà dạ bác Xuân ơi, nó không đường sao nó ngọt? Dạ nó vẫn có cái hậu ngọt nha, thì cái hậu ngọt nó hậu ngọt nhẹ thôi. Thì thành phần của kẹo dừa không đường đây chủ yếu là nước cốt dừa với lại mạch nha. Dạ nó có cái phần mạch nha trong đây. Dạ thì chỉ là gì 7 phần mạch nha thôi nha. Dạ ba gì 7 phần nước dừa 3 phần mạch nha chứ em nha. Dạ rồi thì lên trên đây đó xíu ăn thử em cho dùng thử trên đây hết. Dạ nhưng mà xíu nữa ăn thử ở đây nó trên đây sẽ có 3 loại kẹo dừa nha, mình lưu ý nha. Một là ai thích có đường thì vẫn có đường luôn, tuy nhiên chỉ 10% là đường. Với lại hai dạng kẹo dừa không đường, một loại là dừa sinh thường, một loại cao cấp hơn chính là dừa sáp không đường. Dạ rồi xíu ăn xong đó muốn mua cái viên nào về làm quà nhớ hỏi kỹ em ăn cái viên đang ăn là gì nha. Dạ để cho ăn cái viên dừa sáp, cái hốt đại, cái viên kẹo dừa có đường, cái về bảo nó không giống nhau. Dạ nó trên đây nó sẽ có 3 dạng kẹo dừa nha. Dạ rồi giờ này mời gia đình mình có thể cởi áo phao ra được rồi nha. Dạ xíu mình mang hết ví tiền điện thoại lên hết giúp em, còn bánh kẹo trái cây gì đó mình để đại trên tàu như thế này. Dạ rồi như em nói sớm có nhắc tới lò bánh hỏi đó, thì lò bánh hỏi nằm ở phía bên ngoài, còn kẹo dừa đó thì nó sẽ nằm ở phía bên trong cái ngôi nhà cũ trong đây nha. Dạ mà để lên coi giờ này trời cũng không biết bột của cô có dẹp chưa nữa. Dạ thường cô ở đây có để một cái dụng cụ để làm bánh hỏi truyền thống cho du khách mình trải nghiệm làm, mà giờ này đi trễ quá sợ cô tưởng hết khách thì cô dỡ bột ra đó. Dạ chứ ngày nay bên ngoài là để cái phần dụng cụ truyền thống nha, chứ ngày nay cô chú họ không có làm truyền thống. Dạ để phục vụ cho du khách lượng nhiều hơn đó là dùng bằng hệ thống máy móc công nghệ trên đây, hệ thống băng truyền trên đây tuy nhiên không có nhiều lắm. Dạ rồi thì ở trên đây sớm mình ăn thử đó có món hủ tiếu chiên giòn đúng không? Dạ lên đây còn món nữa cũng liên quan bánh hỏi, đó chính là bánh hỏi chiên giòn nha, hay bánh hỏi trà bông đó. Dạ rồi thì trên đây thường bánh hỏi Cần Thơ em sẽ nói có một dẫn có một món bánh hỏi nổi tiếng nữa. Bánh hỏi gì bạn nào Cần Thơ nè? Dạ đó chính là bánh hỏi, dạ tự nhiên Cần Thơ nó bánh hỏi lông xiên. Dạ lông xiên ở An Giang nha, đó chính là bánh hỏi mặt võng. Dạ bánh hỏi mặt võng là do cái mặt của bánh hỏi được đen giống như một cái lưới mặt võng ở đây nên được gọi là bánh hỏi mặt võng. Tuy nhiên cái mặt võng nó vẫn là do bàn tay của con người bắt bánh hỏi nha, chứ không phải cái máy nó ép ra được cái mặt võng vậy nha. Dạ rồi giờ này xin mời gia đình mình di chuyển luôn ạ.
Ủa, vậy tôi chưa dán á nha. À. Ai dán. Nhớ đoàn 14 đó nha. Đây dán cho anh cái. Rồi. Công ty cổ phần thương mại Châu Thành. Thường thì ta đi buổi sáng, bây giờ là nó trễ. À, ở đây cũng có cái này nữa. Cái này là đứa nào mà lì là nằm lên đánh hả? À? Ủa vậy hả? Cán bánh bằng vậy hả? Ồ, bánh hỏi hả? Đâu bây giờ sớm giờ không kịp, giờ tới gần giai đoạn cuối rồi. Đâu rồi, sớm giờ anh đứng gần em. À còn cái kia là anh đã lấy tiếng từ lo. Cái bánh hỏi này các cô sấy khô để bảo quản cho khách mình bảo quản mang về làm quà được nha. Tại vì một là gì, mình có hai cách làm. Một là mình chiên lên là thành cái bánh hỏi chà bông như thế này. Còn không á thì mình muốn bánh hỏi tươi á thì mình một là mình hấp hoặc là mình luộc, mình trụng á. Trụng thì nó mau hơn, trụng thì tầm khoảng 30 giây thôi là nó ra được cái bánh hỏi tươi để mình cuốn theo quay là được. Ủa cái khô này về mình trụng nó cũng ra tươi nữa hả? Đúng rồi, nó sẽ mềm ướt lại. Cái bánh hỏi này á là về mình trụng sôi trong vòng 30 giây là mình cuốn giòn mềm. Giòn mềm nó mềm hơn so với hủ tiếu này. Nó dẻo hơn là bánh hỏi hơn là nha. Ngoài ra mình có thể mình ăn chiên được gì luôn, còn nóng hổi mình cũng hổi luôn. Mới ra lò. Không, ở đây chỉ có hai loại bánh. Một cái bánh mà miếng lượng dẻ là hủ tiếu. Hủ tiếu chiên giòn. Còn cái này là bánh hỏi chiên giòn. Chiên giòn. Nó ăn nó hơi lạnh, nó ra nhau hai cái. Đặc sản. Được chiên được hết. Nhưng mà cái này thì ví dụ như em chiên lên em học tập như cái gì cũng được. Cái này thì em ăn nước tương ớt tại vì bánh hơi lạnh hơn. Cái này vẫn có một hộp. Chị y như bánh hồng tôm vậy. Ủa hết chương trình tặng này hả? Nhà nào mà có 6 người giá là như là vô một. Dạ, ta thấy tháo cái bảng rồi, tưởng đâu là hết tặng hết chương trình rồi chứ. Ủa mà em nói có cái tiết mục gì nữa, cái tiết mục gì còn làm không? À kẹo dừa đây vô đây coi còn không. Dạ kẹo dừa đây di chuyển thẳng rẽ trái giúp em nha. Ê còn kẹo dừa đang làm hả? Rồi có mẻ kẹo dừa mới ra lò luôn. Ok, sau này mặc đồ này ai cũng khiến chứ gì. Dạ rồi có mẻ kẹo dừa mới ra lò bên đây nha. Bạn sư ơi, qua đây là có một cái mẻ này đang quan trọng. Thôi bụng sư chạy quá trời kìa. Đây như giờ ngày nay thì hiện đại đây cô chú họ sẽ làm bằng máy nha, chứ không có làm bằng hồi xưa thủ công là dùng cái giá cái sàn dài dài cứ khuấy đều như thế hoài nha. Thì thành phần ban đầu trên đây đó sẽ là 70% là nước cốt dừa, 30% là mạch nha. Dạ thì khi mà khuấy cô đặt như thế trên bếp lửa đó nên liu riu đó thì tầm khoảng 2 tiếng thì cái nước cốt dừa nó sẽ sền sệt, nó ngã sang một cái màu hơi vàng vàng như thế này. Dạ thì ban đầu mình thấy cục kẹo thấy cái nó hơi dẻo, nó mềm đó đúng không? Dạ đây. Rồi ok cô cứ làm đi. Rồi đây thì các cô sẽ đóng gói thủ công nha, bằng cái cục viên kẹo dừa ném cho cái khuôn nhân viên đó. Cái khuôn này để ép định hình cái viên kẹo dừa vuông
Dạ, sau khi lấy ra các cô đây sẽ cắt hai cái phần đầu ra bỏ, để hai cái phần đầu đó cho du khách mình trải nghiệm dùng thử đây, để trừ lại cái viên vuông để đóng gói thành sản phẩm thôi. Dạ thì khi mà gói kẹo đó thường sẽ gói với hai lớp nha. Một cái lớp đầu tiên đó là cái lớp mà giấy mà trắng trong trong đục đục đó, thì cái đó là bánh tráng gạo mình ăn được nha, là cái lớp này. Dạ, bánh tráng gạo giấy tan đó, hay còn gọi là giấy tan đó, mình ăn được cái lớp này. Này không phải ni lông nha, nhầm khách làm tưởng nó là ni lông nên cứ ăn kẹo dừa cứ xé cái lớp này ra bỏ không à. Sau đó mình chỉ cần mở bỏ cái lớp giấy thôi, con gửi nha cô. Đây. Rồi còn cái vị nó sao mời mình dùng thử luôn nha. Ban đầu nó mềm, nó dẻo, nó còn nóng thì nó mềm nha, bỏ vô miệng thì cái tự nhiên nó cứng lại liền. Đây đấy, con ngắt cho bự dưới vậy. Nhỏ thôi. Cái này là không đường. Không đường là gọi là ấy, đây đây không đường. Dạ đúng rồi. Hơn quá, giờ này đi trễ. Đây anh. Đây cho anh mời hơn, giờ đi trễ nhưng mà vẫn thấy được mẹ kẹo dừa. Nhưng mà bỏ vô miệng thì hơi nó cứng lại. Tự nhiên nó cứng lại nè nha. Dạ mình ăn thử cái viên này, này là dừa xiêm thường nha. Ăn xong ngậm xong đi rồi cho thử viên cao cấp hơn là dừa sáp. Còn dừa sáp không vậy? 175. Mua phần. Dạ. Sau này cũng dừa sáp cái màu. Ừ. Cái nãy em cho mình ăn là dừa nước dừa xiêm nha. Còn dừa sáp nó sẽ ngon hơn, nó béo, nó mềm hơn so với dừa xiêm luôn. Đây, cắt chưa? Cái này là dừa dừa dây đây. Cái này dừa sáp, cái gì dây đang dùng là dừa sáp nha. Dạ, cái sáp em cắt cho mình ăn thử đó là sáp sầu riêng nha. Cái này là dừa sáp nhưng mà vị là sáp sầu riêng, cái vị sầu riêng. Còn không thích sầu riêng thì có đậu phộng. Nhưng mà em thấy sầu riêng nó ngon hơn, nó thơm hơn. Có hai loại không đường, một là dừa xiêm là cái viên cô đang làm á, với một loại thứ hai là dừa sáp, còn phía bên ngoài nó sẽ 10% là đường. Tuy nhiên nó cái có đường thì nó sẽ cứng hơn nha, mình có thể sờ được cái viên kẹo nó cứng. Cô giống cô đang làm là trong cái túi này, trong cái túi này. Dạ. Cái này là dừa sáp. Dừa sáp nó cao cấp hơn. Là cái viên nhỏ nhỏ bên đây nè. Còn có đường không? Không đường luôn. Dừa sáp không đường hết. Đây, ở bên trong này ba cái sọt này là không đường, còn 6 thùng bên ngoài sẽ có 10% là đường. À, bên ngoài là có đường, còn bên trong là không đường. Nha. Yeah. Thì dừa sáp thì nó sẽ mắc hơn dừa xiêm thường, tại vì trái dừa sáp cũng 100 mấy 200 ngàn tùy loại nữa. Còn trái dừa xiêm mua 10 ngàn trái. Trái dừa sáp mấy trăm ngàn. À, đúng rồi chị, là cái này là cô gói lại, gói bánh tráng còn nó mới ra cho nên cô cho thử luôn khỏi gói bánh tráng. Bên nào mình thấy nó dẻo dẻo nó mềm đúng không, bỏ vô miệng hở đông cứng lại. Ừ, cứng đúng rồi nha. Cái này có đường, 10% là đường luôn. Cái này túi vậy là bao nhiêu vậy? Cái này nửa ký 175 ngàn. 175 ngàn túi đó vậy là nửa ký. Cái này ngày 9 tháng 8 này mới ra lò hồi nãy á. Là một ngày cô các cô đem nó làm có 2 hoặc 3 mẻ thôi. Đúng rồi, cái đó không có đường. Cái túi này là cái viên ăn hồi nãy nha, cô đang làm á. Sáp lại trong đây ăn chưa? Đây. Chưa mà sao hiền quá vậy bà. Nó khác. Đấy không, cái viên sáp là viên này. Cái sáp mất dứt á. Đúng rồi, có sầu riêng không thích sầu riêng phải không? Nãy thầm mới nói có hai loại. Không ăn được sầu riêng thì có cái đậu phộng. Đậu phộng là cái này. Cái này có này đậu phộng, này là dừa sáp.
Cái dừa sáp thì nó mềm hơn cái dừa xiêm nãy. Dạ. Cái dừa sáp với cái trái cái cơm dừa nó sẽ sệt 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 dễ dễ quá. 65.000 một lạng. Mình lấy bao nhiêu thì căng bấy nhiêu thôi. Giống như thế là phải mua 1 ký hay nửa ký nha. Bán 2 cục bán không cô? Em mua một bình 2 cục không bán được vậy vậy. Đâu cô cứ nói là bán 2 cục 100.000. Một lạng 65, 2 cục 100.000. Ai mua 2 cục 100.000, 2 cục là của quý. Quý á. Chọc đỡ cho bà quýnh không. Quê tôi, cây dừa quê tôi. Cây dừa quê tôi. Còn mấy cái hộp này thì mới tặng nha chị. Cái hộp thì mới 5 tặng 1, còn mấy này thì không có tặng. Rồi cái này là đợi nó khô lại, cứng lại mình mới cắt đó cô hả? Dạ, nó cắt rồi. À, đó là cắt rồi. Cái màu dừa sáp lại nha. Thôi nó động quá, nó ngã vàng đậm thôi. Để lâu. Giống như đi lên lò cây. Ê chị, hổm ở ngoài bè á, hổm lúc mà em kiếm mua cá lóc, không cá lóc nó xẻ á, thì nó không có bán, cái hôm nay nó có bán. Út em ba về bển rồi. Ủa nó bán nguyên con vậy không nè, em đâu có mua được đâu. Nhưng mà con này nó ngon. Em đi mua trễ 7 giờ, khách em 7 giờ là vừa giá vừa tặng vừa ở trong á chú. Con gà chân ngắn. Con gà chân ngắn. Em đi nữa này nhỏ hơn rồi, đúng không? Ừ. Đây bột bánh canh này, em bột bánh canh này ngon lắm. Về mình nấu canh mặn, canh ngọt gì cũng được chứ. Nó là bột bánh canh là rau củ. Em hả chuẩn bị gì à? Vô nãy giờ rồi. Anh mới vô hả? Chưa. Đi ăn gì nữa? Nhắc trả cái quạt nha. Rồi, ai muốn tính tiền quá. Nấu. À,
ai tính tiền ra, anh cameraman tính tiền cho. Anh trả tính tiền cho. Tưởng đâu tính cho. Ăn sao về giống vậy đó. Đó, cái xương em gỡ ra luôn đó. Vậy mà chị muốn ngon nữa, chị chiên giòn, chị ăn luôn xương nó cũng được. Cá này mình chiên giòn mình ăn luôn xương. Đúng rồi. Ngon lắm. Còn không thì mình tắt xương ra. Chiên xong tắt xương rẻ đó. Phải ăn cá gì là một người thử đi chị. Thử đi, đừng ngại, sáng em nói sao, để em đừng ngại. Chơi xả lén. Ngon lắm á. 1 kg 4.5 kg nha chị, mà 4-5 kg tươi mới ra được 1 kg khô nha. Cái này khô, em quay khô rồi nên mình không có sợ bị hấp không. Cái mắm me ngon lắm chị. Cái mắm me. Cái mắm me kìa, chăm thử mắm me kìa chị, mắm me kìa. Có mắm me. Có phải không? Mà mình có bán mắm me không vậy? Có luôn anh, em có chai mắm me, hôm nay mua 5 bán luôn. Chợ mua về cũng ngon, ký cũng 1 kg 500 chứ lúc em mua nửa ký 250, 1 kg 500. Ở trên chợ nha, tại hổng ở trong kia nó bán ngon mà bữa đó lúc em mua về chốt em thì không còn. Ờ cái đây cùng giống y mấy cái. Ờ cái khác, cái này nó khác. Cái ngoài kia là cái con nó sẽ ra. Dạ giống như bên kia phân phối về cho bên đây. Bên kia họ làm họ phân về bên đây bán. Vẫn là cùng một cái hiệu hủ tiếu quê tôi đó. Một cái cái nổi. Dạ đúng rồi, bên kia chỉ là hủ tiếu thôi. Đi quê tôi, đi quê tôi á. À bên kia có tứ cá răng, còn này bánh hỏi quê tôi. Ừ. Còn cái nướu hả? Thấy chứ, cái đồng phát đi. Rồi, cái này đi. Chị? Nhưng mà cái này ăn là có tương á, là mới ngon, cũng tăng cái vị lên. Vậy em hỏi vậy. Bên trong ướp gì cái con? Cái bên trong là mình có thêm không, có không có, tại vì cái chiên hoa bị nóng quá nó bị cháy. Nó bị áp khét á. Hả? Không có, chỉ chiên cái như cái chảo dầu nó nóng quá nó bị già. Chứ không có gì chưa. Chứ ngoài giữa nè. Chứ không có giữa bao nhiêu chưa. Còn này mình bán là có trà bông nè. À, giữa có nhân nè. Còn có nhân nhưng mà không ngon. Không phải, ác, bị ác á, lửa chiên bị ác. Để làm được dễ khó lắm á, chứ mấy dễ đâu. Giống như con dâu nấu cơm mà trên mà sống ở dưới. Trên sống dưới khê, tứ bề nhậu nhét. Không phải dễ đâu. Nhưng mà tao một cây lập miền Tây dưới ta. Tây Nguyên mà. Cũng Tây và Tây Nguyên. Ờ Tây Nguyên mà rành miền Tây em thấy kinh chưa? Cho bên, cho bên, cho bên, cho bên. Cái này là hoa mai xanh. Vô đá thì em không? Hoa mai xanh này thuộc họ leo nha. Ồ, hoa thiệt á. Hoa thiệt chứ không lẽ dẻ. Ngoài đây nè cái bông nhiều nè. Hôm nay nó ấy hết rồi. Nè, nè nè nè. Dạ. Giờ là mình còn đi đâu nữa không? Dạ không chị, giờ này là điểm cuối trong chương trình này. Giờ đi về bà lại. Bao nhiêu phút? Ờ tầm khoảng 2-30 phút. À, khoảng 2-30 phút nữa là tụi em về tới bến. Về tới bến chị ạ. Hoa gì em? Hoa mai xanh. Mai dạ, bến Thiên Kiều đúng rồi chị. Hoa mai xanh. Dạ trời. Dạ. Hoa mai xanh, tên của nó là kem hoa mai xanh. Ngày mai nó mới tên. Chứ nó không có màu xanh nha, nó màu tím. Ở đi về, đi về. Rồi, rồi.
thăng leo. Nó là thuộc thăng leo. Ờ, thăng leo. Cái cây này tên chi đó? Dạ, cái tên của nó là mai xanh. À, mai xanh. Nó còn... Sao, chị nào ở đâu? Cái này là khu chợ Cá Răng. Ờ. Không, giờ cổ nó khác. Nghèo, bây giờ ở thử đi. Ở gầm cầu này đi, nghèo hay là giàu đi. Tụi con người Kinh Lành không có chơi với số ba. Dạ. Rồi, khu vực Yên Hạ là khu vực dân cư đó. Nó sẽ có cái đường đất liền để mình đi ra. Có, trên này là đất liền rồi đó. Vậy đó hả? Dạ, đúng rồi. Giờ vô trong đất liền. Này là nhà. Cái này là đất liền nè, cái này ra ngoài đây là cầu Cái Sơn rồi nè, chứ nó liền với cầu Cái Răng á. Cái này dân cư nè. Đây đây khu dân cư được. Alo anh. Alo. Em xuống nè. Em đang đây nè. Về nè. Có gì không anh? Ok. Dạ rồi, gia đình ơi, mình mặc áo phao vô hết giúp em cái nha. Dạ rồi, thì sau khi gia đình mình tham quan cái lò kẹo dừa không đường xong ở trong đây đó, cũng là điểm cuối trong chương trình của gia đình mình. Giờ thì gia đình mình sẽ trên đường khởi hành về lại Bến Ninh Kiều nha. Dạ thì trên đường về của mình mất cũng tầm khoảng là từ 20 đến 30 phút để di chuyển ngược về trở lại nha. Dạ rồi, thấy sao? Sáng giờ thấy nóng phô. Dạ, để từ từ chợ xíu bật máy lạnh cho. Dạ, trên tay em vẫn có trang bị đủ máy lạnh có nha, hệ thống máy phun sương tự động lâu lâu cũng có nữa. Dạ, đặc biệt trên tàu em vẫn có cái nhà vệ sinh nha. Dạ, không biết sáng giờ có ai phát hiện trên tàu có cái nhà vệ sinh không? Dạ, cái tủ gỗ ở màu thiết ở phía sau ấy. Dạ, cái đó là nhà vệ sinh nha. Sáng giờ tưởng cái tủ đựng quần áo khô, đựng áo phao không? Dạ, đó là nhà vệ sinh nha. Trên tàu vẫn có trang bị bình thường cho gia đình mình. Đúng không? Sao chị? Làm gì? Làm nín quá chừng hả? Dạ, giờ này có đó, giờ này ai có nỗi buồn, nỗi sầu gì đó cứ liên hệ ra ngoài đó nha. Dạ, ngộ muốn ái lắm Phương. Dạ, mà ái xong chưa? Chưa, giờ vô xuống được đó nha. Dạ, rồi. Dạ, tuy nhiên nhà sinh đây em có trang bị, vẫn có cái bệ ngồi bình thường nha. Chứ không có được thùng miền Tây lắm, có số tàu khác của em cả thì có, đúng chắc miền Tây luôn là cái gì. Dạ, tàu tổng á. Dạ con này không có, anh em có làm cái bệ ngồi trên này rồi. Dạ giống như trên đất liền thôi. Dạ ai muốn thử trải nghiệm gì thì cứ đi ra phía sau nha.
để trên tàu lỡ không có trang bị rồi lỡ thời gian đi mất 2 đến 30 phút, lỡ có nỗi buồn nỗi sầu biết tâm sự với ai đúng không? Dạ nói trước không, tại sáng giờ biết sao không, sáng giờ chưa thấy hai anh chị mới sáng sớm chưa ăn gì đâu, nói giờ này ăn nhiều rồi nè, sáng giờ đi em dùng thử ăn nhiều thứ quá trên đường về mới bắt đầu nói nè. Dạ dạ rồi thì trên đây nếu hai bên mình có nắng đó, thì mình có thể kéo cái rèm để che lại nha. Dạ nắng bên nào che bên đó thôi nha. Bây giờ bắt đầu giờ đi ngang thấy cái trời nổi nhịn sao thấy nó vắng lại đúng không, chỉ có náo nhiệt vào buổi sáng ở đây thôi. Dạ nhưng mà tuy nhiên là cái gì, cái trời nổi ở đây mình đi trễ vẫn có, chiều tối vẫn có nha, cô chú vẫn còn ở đây nha, chứ không phải là cô chú nhổ neo đi về nha. Dạ đâu phải là sáng chạy ra đây bán xong rồi trưa chiều đi về đâu. Dạ rồi. Dạ hồi nãy mình đi trong vị trí một cái đoạn cái rạch đó, gia đình để ý hai bên cái rạch cái răng ở đây có rất là nhiều cái ngôi nhà nữa đúng không, ven sông đúng không. Dạ thì ngôi nhà này nó khác so với nhà trong trại nổi nha. Dạ thì những ngôi nhà trong trại nổi xíu em giới thiệu gia đình mình đó thì đó là nhà bè, còn những ngôi nhà này thì được gọi là nhà sàn nha. Dạ thì nhà sàn ở đây hoàn toàn không giống như nhà sàn ở trên Tây Nguyên là ở vùng cao nha, mà ở trong nhà sàn ở trên trại nổi em trong khu vực rạch cái răng đó thì chỉ là bán nhà sàn thôi. Dạ bán nhà sàn nghĩa là một nửa ở phía trước của ngôi nhà sẽ tiếp giáp với đất liền, còn một nửa ở phía sau sẽ gắn liền với sông nước như thế này. Thì cô chú họ xây lấn sông ra thêm đó, dạ để nới rộng thêm cái không gian diện tích sinh hoạt cho ngôi nhà của họ đây. Dạ thì cứ gì hồi xưa miền Tây ông bà ta gì suy nghĩ xây lấn sông ra đúng không, để ngang bằng với cái mặt đất ở trên đất liền bằng cách là xây những cái trụ cột cao lên để làm những cái ngôi nhà để mình mới mặt bằng phẳng sang với đất liền được. Dạ cứ nghĩ như vậy là tránh được con nước ở đây. Dạ tuy nhiên là gì, trời cái gì người tính không bằng trời tính nha. Dạ phải không, cứ nghĩ xây những cái trụ thay thanh gỗ hoặc là xi măng bê tông cốt thép như ngày nay tránh được con nước nhưng mà không bằng trời tính. Dạ miền Tây em có mùa nước nổi mà. Dạ như anh chị gia đình mình đi ngang hiện tại thấy cái ngôi nhà bình thường nước nó me mé bình thường thôi, tuy nhiên mùa nước nổi khi mà đổ về từ thượng nguồn sông Mekong đổ về là từ An Giang chảy về tới Cần Thơ đó. Dạ thì cái mực nước có thể cao hơn hiện tại so với bây giờ rất là nhiều nha. Dạ có năm nếu mà năm nào mùa nước nổi về nhiều quá có thể là nước nó không chỉ là me mé sát ngôi nhà mà có thể tràn vào bên trong ngôi nhà luôn, nếu một số ngôi nhà nào thấp hơn thì tràn vào bên trong ngôi nhà. Dạ nếu tràn vào bên trong thì họ vẫn tiếp tục đương đầu để về sinh sống thôi, chứ đâu có như nhà bè mà nước lên hay xuống là nó sẽ lên xuống theo con nước đâu. Dạ cho nên người tính không bằng trời tính là như thế. Dạ tại thì miền Tây mùa nước nổi hả? Dạ miền Tây em cũng đang sắp vô mùa nước nổi rồi, tháng 7 âm lịch. Dạ thường mùa nước nổi có cả tháng 7 nước nhảy khỏi bờ đó. Dạ giờ như cũng như em nhớ như đâu mình như mùng 5 âm lịch hay gì đó đúng không? Dạ mùng 5 mùng 6 âm lịch gì ở đây rồi. Dạ cũng gần vô rồi, nhưng mà như em nhớ là tầm động trầm á thì bắt đầu nước nó sẽ cao hơn nha. Dạ lên trên luôn. Dạ thậm chí ở bến Ninh Kiều nếu mà trải nghiệm đúng cái chất miền Tây nha. Dạ đi chợ nổi vào lúc mùa nước nổi đó thì sáng sớm ở dưới bến Ninh Kiều mình trải nghiệm được cảm giác lội nước cho biết với người ta nha. Dạ còn đi giờ thấy bình thường quá không, thấy đường xá lấy cái bến cảng nó khô queo khô ráo, còn mùa nước nổi nước không có được vậy đâu. Dạ nó có thể là hút mắt cá chân trên đây nha. Dạ bến Ninh Kiều mà khi mà vẫn có độ ngập sâu nha. Dạ cái đoạn mà ngập sâu nhất ở bến Ninh Kiều đó là từ ngay chân cái tượng đài Bắc Hồ đó ở mé dưới mé sông đó. Dạ đó ngập sâu nhất có thể lên tới trên đầu gối hoặc là ngang đầu gối trở lên không nha. Dạ chứ không phải là thấp thấp như mắt cá chân như ngoài khu vực bến gần bến cảng sáng mình đi. Dạ sáng bến cảng mình đi là nước tới mùa nước nổi đã lên trên luôn, chứ không phải là như sáng mé mé dưới sát cây cầu gì đâu. Dạ rồi nếu trải nghiệm vui nhất là đi mùa nước nổi đó, lâu lâu trải nghiệm cho vui, còn giờ đâu lỡ quần săn quần xích dài gì đâu, thấy đi bình thường ha. Dạ thôi thì ở trên đây đó sáng giờ trong quá trình tham quan trại nổi gia đình mình còn gì băn khoăn thắc mắc chưa được giải đáp không? Dạ còn gì nữa chưa được giải đáp nhớ hỏi em nha. Sao cô không biết gì để hỏi luôn? Dạ rồi tưởng đâu biết hết rồi cho nên im ru chứ ai dè không biết gì để hỏi luôn. Dạ thôi dạ nhưng mà biết gì nhưng mà sáng em có hứa đó, dạ sẽ trả lời đáp án cho gia đình mình. Sáng nhớ nhờ gia đình quan sát 3 điều bất thường. Dạ đúng rồi có sao nè. Dạ dạ đúng rồi đi qua hồi xưa là ở phà ngày nay Cần Thơ vẫn còn cái bến phà Cần Thơ nha. Dạ còn ngày nay ở khu vực Cam Cái Răng đây không còn phà nữa, nhưng mà gần cái khu vực bến Ninh Kiều dành có cái phà đó là bến phà Cô Bắc đó, hình như là gần ngay cái chỗ mà hôm qua chị Diễm mua vé đó. Dạ kế bên đi phía bên tay trái đó là có cái phà phía bên đó. Dạ thì xíu giờ em chỉ cho gặp cái bến phà đó em chỉ cho, ngày nay vẫn còn phà để đưa đón những người dân ở bên xóm Trài bên đây họ sang bên bờ bên đây của Ninh Kiều ở bên đây luôn. Dạ thì ngoài ra không đi phà vẫn đi đường bộ được là thông qua cây cầu Quang Trung, tuy nhiên nó xa nó vòng hơn so với đi phà. Dạ rồi thì trên đây quay lại nãy em nói đó, sáng nhờ quan sát 3 cái điều bất thường đó
Dạ hứa, quan sát xong rồi về trả lời đáp án cho. Mà sáng giờ như tìm được điều rồi, bán là không treo là gì những cái ghe đồ ăn thức uống rồi. Giờ ngược lại, giờ treo mà không bán, sáng nghe thơ, nghe mục sư bảo là gì? Thấy rồi đó. Cái đèn ở trên đây hả? Dạ gợi ý luôn. Hồi sớm đi từ lúc mình đi về đó, đi từ sau lái lên đó, có ai để ý ở phía sau lái ghe tàu của các cô chú có cái gì mà treo lũ phụ quá trời không? Dạ đúng rồi, áo quần. Dạ nhớ nha, quần áo là họ treo nhưng mà không có bán nha. Dạ chứ để giờ đi về cái dở về giới thiệu với bạn bè vô muốn biết người ta bán gì đó, coi người ta treo gì bán đó đó. Dạ cái bạn bè đâu biết gì đâu, nghe mình nói làm sao biết vậy thôi hả? Cái đi ngang mấy ghe tàu thấy người ta treo quần áo cái kêu mấy anh tài công ghé vô mua quần áo nha. Dạ nhiều khi mua cho chắc gì người ta bán nữa. Dạ bởi vì quần áo cô chú họ treo lên xào như thế đó, họ thì máng lên để phơi nắng phơi gió cho nó khô thôi, bởi vì cô chú họ tắm rửa giặt giũ trên đó luôn mà. Dạ rồi thì bán mà treo mà không bán là mình biết là quần áo rồi. Giờ ngược lại, giờ còn điều nữa, điều cuối cùng, treo cái này mà bán cái kia. Dạ treo cái này mà bán cái kia là gì? Sáng cô nào nói treo đồ dê bán thịt chó đó. Dạ tuy nhiên theo nghĩa bóng nha, chứ không phải theo nghĩa đen luôn là treo đồ dê bán thịt chó nha. Là khi mà nhưng mà tuy nhiên hiện tại gia đình mình không biết cũng phải thôi, tại vì ngày nay trong trường nói không có hình ảnh cây bẹo treo cái này bán cái kia, nên sáng giờ mình không tìm ra là như thế. Dạ nhưng mà tuy nhiên cũng sẽ chia sẻ luôn nha, lỡ mà mình về có lướt trên các trang mạng xã hội đó, dạ hoặc là lật nào mà quay lại chợ nổi, khi mà mình thấy ở trên cây bèo họ có bèo một cái tấm lá lợp nhà đó, dạ nghĩa là họ bán ghe nha. Dạ trong phải thấy cái ta treo cái tấm lá lợp nhà, cái tấm lá dừa đó là họ bán lá dừa nha. Dạ treo tấm lá dừa là bán ghe nha. Dạ mà bán ghe ở đây cũng không phải là chuyên buôn bán ghe tàu gì trơn á, mà họ chỉ bán đi chính cái chiếc ghe đang được treo cái tấm lá dừa đó thôi. Dạ cho nên treo tấm lá dừa là mình biết ngay họ bán ghe rồi. Dạ sao tự nhiên cô hỏi sao tự nhiên treo lá dừa bán ghe phải không? Dạ hên quá, có một cô thắc mắc, tự không thắc mắc thôi nghĩ nói luôn. Dạ treo tấm lá dừa là bán ghe đó, nó đâu thấy nó đâu liên quan gì. Dạ nhưng mà vẫn có liên quan nha, là do thời, dạ đúng rồi, thời xưa ở miền Tây của em, và cái này cái máy này được lập bằng cái bê bồ. Dạ còn hồi xưa ở miền Tây của em đó là ông bà ta lập nhà đâu có được mà nhà tường mặt nhà tôn mấy ngói như gia đình mình nhìn thấy ngày nay đâu, chủ yếu là từ những cái tấm lá dừa thôi, mà lá dừa ở đây là cái lá dừa nước nha. Dạ cho nên chính vì thế mà lâu dần rồi đó, cái tấm lá dừa đó đã được ăn sâu vào trong tiềm thức của những người miền Tây sông nước nơi đây, nó tượng trưng cho ngôi nhà, cho tổ ấm. Dạ mà các cô chú đi buôn đi bán gắn liền với chiếc ghe như thế đó, thì chiếc ghe này lâu dần cũng trở nên giống như là ngôi nhà của họ rồi. Dạ cho nên khi mình thấy họ treo cái tấm lá dừa lên, đồng nghĩa với việc họ muốn rao bán đi cái tổ ấm của mình để rời bỏ cuộc sống sông nước lên trên đất liền để sinh sống nha. Dạ rồi, thì tuy nhiên đó, em nói sao ngày nay mình không thấy đó, hoặc thậm chí là thấy rất là hiếm đó. Dạ, là tại sao? Giờ nếu trong chợ nổi mà vô thấy người ta treo tấm lá dừa nhiều quá rồi làm sao? Là tiêu luôn cái chợ nổi. Dạ, tuy nhiên mình đi cách đây thì em nhớ là tầm khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi, 3 tháng đổ gì trước đó nha. Dạ thì trong chợ nổi có xuất hiện một hình ảnh cây bèo treo cái tấm lá dừa. Dạ nhưng mà ngày nay không còn nữa, là bởi vì cái chiếc ghe đó hiện tại đã được bán rồi. Cho nên dạo này du khách đi không thấy nữa. Nếu đi cách đây tầm khoảng 2 tháng trước đó thì có thấy nha. Dạ. Dạ cái ghe này đương nhiên họ đâu treo được đâu. Dạ rồi. Thì trên đây đó, dạ như nãy anh thấy có, em thấy gia đình có thể ý ở phía bên tay trái của gia đình mình, bên tay phải gia đình mình đó. Dạ thấy trạm xăng dầu đúng không? Trong chỗ ăn cũng có nữa. Dạ thì ở trên sông nước em vẫn có các trạm xăng dầu như ở trên đất liền nha, chứ không phải không có nha, cứ cách đoạn xa xa vẫn có. Mà tuy nhiên sớm giờ thấy mấy anh quan sát, gia đình quan sát nè, có ai phát hiện ra trạm xăng dầu trên sông nãy giờ khác gì với trên đất liền không? Dạ không kịp nhìn đúng không? Dạ đương nhiên có một chỗ khác nha. Một số cái trạm xăng dầu nổi ở trên đây đó, ngoài bán xăng dầu ra thì họ thường bán kèm thêm tạp hóa. Dạ bán tạp hóa để phục vụ cho nhằm các cô chú người dân thương hồ đó, họ đi buôn đi bán trên ghe tàu đó, thì họ cũng cần những cái nguyên liệu đó, như là ví dụ đường, muối, bột ngọt, hoặc là những cái bột giặt này, dầu gội, xà bông gì đó, ghé vào trong đây mua khỏi phải tốn công lên trên đất liền lại. Dạ mà kể cả trên nổi sớm em nói đó, nghe họ nói là gì bán sỉ nông sản đúng không? Dạ có ai thắc mắc sớm dừng chưa, nghe ai thắc mắc không có thấy miếng thịt con cá nào là thịt cá đồng ăn à, đúng không? Dạ tại vì thấy treo gì khoai lang bí đỏ củ sắn hành tây gì không mà không thấy miếng thịt con cá nào hết trơn, không thấy cọng rau nữa. Dạ tuy nhiên vẫn có, dạ vẫn có nha, nhưng mà chỉ là trên những cái chiếc xuồng nhỏ thôi.
là cô chú ở trên đất liền đó, họ mang thịt cá, tôm, mực đó với lại đồ rẫy đó, bỏ lên cái chiếc xuồng nhỏ đó, chèo quanh quẩn ra khu vực Chợ Nổi đây bán để phục vụ cho các cô chú thương hộ. Là bởi vì không phải là, mặc dù nãy mình thấy chợ nổi ở đây nó rằng các vị trí chợ trên đất liền, nhưng mà tôi cứ nghĩ là gần là đi chợ được, đúng không? Dạ, đối với một số cô chú ghe tàu nào mà họ có chiếc xuồng nhỏ mà neo ở phía sau đó nha, dạ, thì họ có thể làm phương tiện để di chuyển vào trong đất liền, đi vào cái chợ Cái Răng đó hoặc là chợ An Bình đó. Dạ thì họ mua, còn số cô chú không có xuồng nhỏ vậy sao đi? Không lẽ nhổ nguyên cái neo, dỡ nguyên cái tàu ghe chạy vào trong đất liền sao? Dạ. Dạ đúng rồi, cho nên rất là khó nha. Thì sẽ có những cô chú họ ra đây bán ngược lại, kể cả là gì? Có một cái ghe tạp hóa nữa nha, hay còn gọi là ghe hàng đó. Dạ là bán những cái đường muối, bột ngọt, bột giặt, rồi bia, rượu, và nước ngọt gì đó, giải khát gì đó, dặn có đầy đủ nha. Là như một cái tiệm tạp hóa di động ở trên sông. Dạ tuy nhiên mình đi hiện tại giờ sớm giờ như không thấy, đúng không? Như em nhớ ghe hàng như có tầm khoảng 2 chiếc hay là 1-2 chiếc thôi. Dạ cho nên mình rất là hiếm cái hình ảnh đó. Mình đi trễ thì họ mai mình có thể thấy được ở đây. Còn những cái ghe thịt cá cũng vậy luôn. Dạ đôi khi tầm khoảng 7-8 giờ là cô chú đây họ buôn bán. Dạ họ bán cho những người dân ở đây đó. Dạ không phải là giống như nãy mình đi trễ cái mình mới thấy được người ta nấu cơm nha. Còn không phải đi sớm không thấy nha. Đôi khi mình đi sớm khoảng 5-6 giờ vậy đó vẫn thấy bình thường. Nhưng mà thường 5 giờ ít lắm, chủ yếu là tầm khoảng 6 giờ đổ lên 6 giờ đến 7 giờ đó vẫn thấy họ nấu cơm bình thường. Là bởi vì sao? Cô chú đây đó rảnh tay giờ nào thì họ nấu giờ đó thôi. Dạ giặt giũ giờ đó chứ không phải cứ để tới 9-10 giờ giống như anh chị mình trên đất liền mấy giờ nấu cơm. Trên đất liền mấy giờ mình nấu cơm? Tới giờ trưa là cái đi ra tiệm ăn thôi hả? Dạ thôi, còn cái cô chú đây đi tiệm đâu ra giờ. Dạ thì cô chú đem nó rảnh giờ nào nấu giờ đó, bởi vì tầm khoảng giống như nãy mình thấy đó, mặc dù vô đây 7-8 giờ mà thấy người ta vẫn ra lấy hàng mà. Dạ để tính 9 giờ mới nấu cơm, rồi lỡ người ta lấy hàng lo trao đổi bán hàng xong tới 9-10 giờ xong rồi giờ trưa tới giờ cơm, rồi cơm đồ ăn cái để nấu cơm nó rất tới chiều luôn quá. Dạ cho nên rảnh ta giờ nào nấu giờ đó thôi. Dạ rồi thì đó là đối với cái hình ảnh Chợ Nổi trên đây. Dạ thì sáng đó Chợ Nổi ở trên Chợ Nổi nó khác so với nhiều chợ trên đất liền rất là nhiều điểm nha. Dạ thì thứ nhất là nó khác về cái hình ảnh chào bán hàng, đúng không? Họ quảng cáo hàng bằng cách nào? Treo cây bẹo, chứ không có treo biển hiệu mà cũng không rao, không mời luôn. Dạ thì đó là cái sự khác biệt với chợ trên đất liền. Ngoài cái hình ảnh quảng cáo hàng ra đó thì còn khác về cái hình ảnh trao đổi hàng hóa nữa nha. Dạ trên đây họ trao đổi hàng hóa khác ở chỗ là gì? Đất liền tay đưa tiền, tay lấy hàng, đúng không? Dạ ở đây không có tay đưa tiền, tay lấy hàng nha. Dạ họ trao đổi bằng cách là gì? Tung và hứng nha. Dạ tung và hứng nghĩa là người bên ghe này nè họ thảy qua người bên ghe kia họ chụp lại thôi. Mà thường mình thấy nhiều nhất là đối với những cái loại mặt hàng như là khóm hoặc là dưa hấu đó là họ sẽ tung và hứng là nhiều. Dạ còn như sáng mình thấy mấy cô chú anh chị trao đổi bằng mấy cái bọc đó, đúng không? Cái bọc đó rất là nặng. Dạ có thể là 10kg, 15kg, 20kg cũng không chừng, 30kg cũng không chừng nữa. Dạ cho nên là gì? Họ không thể giờ chụp vẫn truyền tay nhau, tuy nhiên vẫn thương lượng giá cả xong rồi bắt đầu truyền tay xong mới thanh toán nha. Giống như tương tự sáng mình mua trái cây, đúng không? Dạ đâu phải đưa tiền cái mua liền, cũng hỏi thương lượng giá cả hợp lý thì thuận mua vừa bán thôi. Dạ thôi thì đó là đối với cái hình ảnh trao đổi hàng hóa, nó khác trên đất liền là tung và hứng là hình ảnh đặc trưng của Chợ Nổi. Dạ ngoài ra khác về cái hình thức nhóm họp chợ nữa. Dạ đây họ nhóm họp chợ như thế nào mà khác? Ít. Dạ nhóm sớm trễ hết chợ. Dạ mà nãy trễ thấy đi ra đi vô 9 giờ mấy 10 giờ chứ 10 giờ rưỡi chứ có người vẫn đi vô lấy hàng bình thường mà. Dạ thì đây đó khác ở chỗ là gì nữa? Ở trên đất liền sáng ra mở cái sạp ngồi bán, trong trưa chiều đóng sạp tan chợ rồi đi gì rồi. Dạ còn đây không có. Cô chú phải neo đậu ở lại, giống như sáng em nói ở lại đó. Thì kể cả chiều tối 5-6 giờ có người ra lấy hàng thì cô chú vẫn bán nha. Chứ không phải nói sáng tôi bán buổi sáng cho khách coi thôi chiều cũng bán nữa. Dạ ra lấy giờ nào thì buôn bán giờ đó thôi. Dạ rồi nhưng mà sáng sẵn đây đó, em có nói là những cái ghe tàu này em khẳng định là không phải ở Cần Thơ em. Mà em nói nó đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đó. Dạ vậy sao em biết được ghe tàu ở đây họ đến từ nhiều tỉnh thành khác? Dạ hên quá có biết được mã số. Dạ trên bờ có biển số xe đúng không? Dưới sông thì cũng có biển số ghe để nhìn mà. Tuy nhiên cái biển số ghe tàu ở trên đây nó đơn giản, nó dễ hơn trên đất liền. Trên đất liền dùng số thứ tự. Dạ còn ở đây dùng gì? Dạ đúng rồi, dùng chữ cái. Là biển số sẽ bằng gì? Bằng cách là viết tắt chữ cái đầu tiên của mọi tỉnh thành để ký hiệu cho ghe tàu đó họ đến từ đâu. Dạ ví dụ như CT là ở Cần Thơ. Dạ CM Cà Mau. Dạ ST là Sóc Trăng, đúng không? Dạ tuy nhiên nãy giờ kể có 2 chữ cái hả? Dạ tuy nhiên có biển số tới 3 chữ cái lận nha.
Ví dụ như cái tỉnh ở miền Tây em có một tỉnh là Bến Tre. Dạ, Bến Tre là BTR nữa nha. Đó, là do có thể bị trùng lập giữa các tỉnh thành của Việt Nam với nhau cho nên sẽ có biển số tới 3 chữ cái. Tại Việt Nam mình còn tỉnh nữa là Bình Thuận. Dạ, Bình Thuận rồi Bến Tre, hai cái đều BT rồi, nào Bến Tre nào Bình Thuận đúng không? Cho nên Bến Tre sẽ có 3 chữ cái nha. Dạ, mà đặc biệt ở miền Nam của em cũng có một tỉnh thành rất là đặc trưng. Cái biển số không có viết ký hiệu của tỉnh thành ngày nay. Dạ, đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh, biển số không phải là thành phố Hồ Chí Minh nha, mà biển số sẽ là SG. SG là cái tên của Sài Gòn xưa của thành phố Hồ Chí Minh ở trên đây. Cho nên nhìn giờ muốn biết ghe tàu hoặc là đi ngang xà lan hoặc là mấy cái ghe tàu gì đó, đi ngang là biết ngay ghe tàu đó họ đến từ đâu liền đúng không? Dạ, kể cả những phương tiện cano vậy vẫn có biển số bình thường nha. Dạ, ví dụ biển số cano nó tên gì? KG là ở đâu? Dạ đúng rồi, Kiên Giang. Dạ thì cái tàu này vận chuyển hàng hóa kể cả đi Kiên Giang ra từ Cần Thơ qua tới Kiên Giang. Dạ tới Kiên Giang ở trên này. Dạ rồi thì đó là giờ cách phân biệt được những cái ghe tàu nhận dạng họ đến từ đâu nha. Tuy nhiên đối với số tàu du lịch mình thấy cái chữ VL đó, dạ tưởng là chở khách từ bên Vĩnh Long qua đúng không? Dạ không phải nha. Dạ Bến Ninh Kiều cũng có những biển số Tiền Giang với lại là Vĩnh Long nha. Là do bởi vì có thể là cái chiếc tàu đã được thuê hoặc là mua ở phía bên Vĩnh Long đó là cái mang cái biển số giấy tờ đăng kiểm của tỉnh Vĩnh Long. Cho nên vẫn mang biển số hiệu Vĩnh Long nhưng mà hoạt động kinh doanh chở khách du lịch tại Cần Thơ ở trên đây nha. Dạ rồi, thì trên đây ngoài ra còn gì còn băn khoăn thắc mắc nữa không? Cứ hỏi em đây. Dạ còn gì nữa không? Không còn gì nữa hả? Dạ, à, không biết gì để hỏi, nhớ hỏi em nha. Để đi về với em Xuân xong bảo về cho nói không biết gì hết trơn á. Dạ, dạ rồi, giờ còn muốn nghỉ ngơi hay muốn nghe em nói tiếp nữa? Dạ, muốn nghe giới thiệu nữa không? Rồi, muốn nghe giới thiệu nữa thì tiếp tục giới thiệu nữa cho các anh chị mình đây luôn. Dạ rồi, như sáng giờ nghe gia đình mình á, cứ thích bảo là Thuyết Minh nhiều đúng không? Dạ, thích nghe Thuyết Minh nhiều. Dạ rồi, thì trên đây đó là đối với cái hình ảnh nhóm hợp buôn bán hàng hóa của các cô chú thôi nha. Còn đối với cuộc sống của những người dân Thương Hồ như thế nào? Dạ, thì thấy cuộc sống họ, sao anh? Dạ, Thương Hồ. Dạ, bán trên Hồ, dạ. Thương Hồ ở đây, thương là trong cái từ thương mại buôn bán. Hồ là trong việc ám chỉ những cái hồ, sông, suối, ao, nước như thế này liên quan tới nước. Nên được gọi là Thương Hồ nha. Dạ, mà mình lưu ý giúp em nha. Thương Hồ ở đây là nói chung cho những cô chú người dân buôn bán sinh sống ở trong sông nước nên được gọi là Thương Hồ. Dạ, lưu ý, có hai chữ khác nhau nha. Và lưu ý Thương Hồ nó khác với Giang Hồ giúp em nha. Dạ, đừng nhầm lẫn nghe cái từ Hồ, cái nghe Giang Hồ, cái tưởng người buôn bán trên sông nước gọi là Giang Hồ nha. Dạ, người buôn bán trên sông nước thì mình gọi là Thương Hồ chứ không phải Giang Hồ. Dạ, dạ thôi. Thì ở trên đây đó, về cuộc sống của các cô chú sáng mình cũng thấy họ ăn ở ngủ nghỉ trên chính chiếc ghe như thế. Dạ, mà đặc biệt đối với mấy cô chú Thương Hồ đó nha, như sáng nghe kể, cái không gian ngủ nghỉ sinh hoạt của họ có một xíu đúng không, cực khổ đúng không? Dạ, nhưng mà vẫn có những cái thú vui. Thú vui, nhưng có những cái điều vui là gì? Dạ, có bình thường. Rồi xong là gì, ở trên đây đó, nếu mà buổi chiều gạch rảnh đó, các cô chú họ rảnh rồi họ làm gì? Dạ, nhậu. Trời ơi, thầy rồi đòi nhậu. Dạ rồi, thì nhậu có thể ngày ghen thì ngày tập trung trên cái phía cabin phía trên mui ghe đó. Dạ, ngồi mấy anh mấy chú ngồi lai trai vài ly rượu đế gì đó. Dạ, còn mấy cô mấy chị ngồi hát hò hoặc tám chuyện. Dạ, hoặc là hỏi thăm nhau cái hôm nay cuộc sống buôn bán như thế nào rồi lời lỗ được bao nhiêu. Hoặc có gì cần khó khăn không, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Dạ, trên đây họ vẫn có hàng xóm nha. Dạ, những người đi ghe tàu vẫn có hàng xóm của nhau nha, chứ không phải không có hàng xóm. Giống như mình trên đất liền vẫn có hàng xóm mà đúng không? Dạ, hàng xóm của họ là ai? Dạ, có địch thủ, có gì, có hàng xóm là như nói. Dạ, là gì? Là những cái ghe đậu kế bên, sáng đi vô thấy có mấy một cụm ghe tầm khoảng 3-4 chiếc ghe, là 2-3 chiếc ghe đậu kế bên cột chung dây đó. Dạ, thì nghĩa là họ là hàng xóm của nhau. Dạ, nếu hàng xóm nhau thích đó thì tôi qua nhà, tôi qua ghe ăn cơm, thích thôi, ghe ai nấy ở. Mà còn đừng cái là gì? Lỡ giận quá rồi sao, cự lộn xích mích quá rồi sao? Đúng rồi. Dạ, nhưng dạ là bằng cách là gì? Giạt ra, nhổ cái neo đi vô khác, không có đậu kế bên, không đậu chung nữa. Dạ, chạy tàu đi chỗ khác, chạy ghe đi chỗ khác thôi, đúng không? Dạ. Dạ rồi, rồi sẵn thầy anh hỏi luôn, cái tàu màu trắng trắng bên tay trái gia đình mình mang biển số hiệu 003 đó. Dạ, cái này là hệ thống thu gom rác thải tự động trên dòng sông Cần Thơ em. Dạ, do Hà Lan họ tài trợ cho Việt Nam của mình và tại Cần Thơ chỉ có một duy nhất một chiếc được đặt tại sông Cần Thơ ở trên đây cố định một chỗ nha. Dạ,
nó vận hành tự động, nghĩa là trước đầu mũi tàu mình thấy có một cái đường đen màu vàng cho tới cái cảng neo màu vàng ở trong bờ kè đó, thì cái đó là vị trí đó là lưới chắn rác nha, cái lưới đó, cái lưới chắn rác. Khi mà dựa trên cái mực nước thủy triều của dòng sông Cần Thơ lên xuống đó, thì rác sẽ được tập trung vào cái lưới đó và được tự động đưa tới đầu mũi tàu. Thì tới đầu mũi tàu đó thì ở phía bên trong của nó sẽ có hệ thống băng truyền. Và có cái hệ thống băng truyền tự động, rác sẽ tự động đưa lên băng truyền và tự cái băng truyền đó mới truyền tải vào những cái thùng chứa rác. Thì cái thùng màu xanh xanh mình thấy đó, bên trong có 6 thùng chứa, mỗi một thùng có sức chứa tới 8 mét khối rác nha. Và tự động nghĩa là không ai điều khiển hết trơn nghe, không ai điều khiển cho cái tàu nó chạy nó vớt hết trơn á, chỉ dựa trên mực nước thủy triều thôi. Thì tự động bằng cách bên trên á thì được trang bị cái hệ thống năng lượng mặt trời, và còn bên trong sẽ được trang bị cái hệ thống camera. Thì các nhà quản lý trên đất liền đó, họ thông qua cái camera đó họ giám sát, khi mà thấy những cái thùng đó đầy rác rồi đó, họ mới cho kéo cái tàu đó đưa những cái rác lên trên đất liền để xử lý lại, xong thì họ lại neo, thả lại neo về cái vị trí ban đầu ở đây. Nhà trưởng mày không ngồi ngày nào cũng ra ngồi kiểm tra hết trơn á, nhà bên trong có camera cứ quan sát bình thường này. Nhờ những cái hệ thống xử lý thu gom rác thải đây đó, mà rác ở gần cái vị trí khu vực của dòng sông Cần Thơ, khi mà gần cái tàu này đó, nó sẽ sạch hơn rất là nhiều so với trước đây, rác nhiều hơn nha. Dạ rồi, thì hiện tại thì mình thấy nước lên đó, nước vô đó thì bắt đầu có những cái gì lác đác, những cái cọng màu xanh xanh đúng không? Dạ, bèo. Dạ, cái đó miền Bắc gọi là bèo, mà ở miền Tây em gọi là lục bình nha. Dạ, thấy lục bình đó, với miền Bắc lục bình không có công dụng gì hết trơn đúng không? Dạ. Dạ, lục bình miền Bắc đối với miền Bắc là gì? Cho heo ăn thôi. Dạ, cho lợn thôi. Dạ đúng rồi, lục bình vẫn có công dụng nha, trong ẩm thực và trong những cái đồ thủ công mỹ nghệ luôn. Dạ, bằng cách như chị nói đó, bông lục bình chấm với mắm ăn ngon. Dạ, ngoài bông lục bình ra thì những cái ngó lục bình với lại cái cọng nữa nha, mà cái cọng này là cái cọng non á. Dạ, một là mình luộc hoặc nấu canh chua hoặc là chấm với mắm như nãy chị nói. Dạ, rồi ngoài ra là gì, đó là đối với những cọng non thôi, còn những cái cọng già đó, dạ đúng rồi, cọng giò, cọng già mình mới làm rồi đang giỏ được nha, chứ không phải cọng non thì để ăn thôi, cọng già đang giỏ á. Dạ, già quá thì đang những cái giỏ phơi khô lên đó, rồi họ đang thành những cái giỏ đây. Dạ, nhưng mà phơi khô không phải là phơi cho nó thiệt là khô queo luôn nha. Dạ, khô quá nó giòn quá là vậy đó, phơi ở một cái mực độ tới cái độ nắng vừa cái của cái sợi lục bình ở đây thôi, thì đang ra những cái đồ thủ công mỹ nghệ như túi sách hoặc là ví gì đó. Dạ, cho nên thấy lục bình ở miền Tây em vẫn có rất là nhiều công dụng. Ngoài ra còn dụng gì, đắp những cái rễ cây cho nó mát nữa. Dạ, còn ở ngoài làm phân bón đó, rồi còn ngoài miền Bắc chỉ để cho lợn thôi. Dạ đúng không, cho nên khi về miền Tây bảo lục bình đây nhiều quá không làm được gì trơn á. Dạ, vẫn có những công dụng của miền Tây trên đây. Nếu mà như cô nói chắc có về miền Tây em chắc có ăn lẩu mắm rồi đúng không? Dạ, đi ăn lẩu mắm ở miền Tây thường số quán đặc trưng sẽ có để cái bông lục bình ở trên đó nha. Dạ, là những cái món ăn dân dã của miền Tây ở trên đây luôn. Dạ rồi, sẵn như sáng như em nhớ có cô hỏi bảo em là họ cuộc sống sinh hoạt rồi nước ở đâu họ xài đó. Dạ, chưa trả lời đó. Dạ thì chia sẻ luôn, cái nguồn nước chính mà sinh hoạt của các cô chú người dân Thương Hồ ở đây đó, chủ yếu là cái nguồn nước sông như thế này nha. Dạ, nguồn nước sông, nước ở đây mình sinh hoạt được nha, bởi vì ở đây hoàn toàn là nước ngọt, chứ nó không có nước lợ hay nước mặn gì hết, nên mình hoàn toàn sinh hoạt được. Dạ, nhưng mà sinh hoạt xong rồi có ai giật mình lại là những cái tô hủ tiếu bún riêu sáng giờ mình ăn nó nằm ở đâu ra không? Dạ, có đúng không? Dạ, yên tâm nghe, mấy cái kia đồ ăn thức uống sáng mình ăn tô tiếu bún riêu không phải nước sông nha. Nước sông là nó không ra được cái vị nước sứt nước lèo giống như sáng mình ăn đâu. Dạ, thì ở đây sinh hoạt chính là trong cái việc giặt giũ tắm rửa thôi, là họ mới dùng nước sông. Dạ, như sớm vô thấy con cô ngồi giặt đồ đó múc nước sông lên đó đúng không? Dạ, còn trong cái việc nấu ăn, nấu uống đó, thì cô chú đây họ dùng nước sạch nha. Là ở sau hầu như mỗi một cái chiếc ghe cô chú đều có chứa đựng một cái thùng phi đó, màu xanh xanh cao đó, là chứa đựng nước sạch ở trong đó để nấu ăn, nấu uống khi nào hết, lên trên đất liền để mua lại, mua nước thêm. Chứ giờ đi ghe tàu đây em nói đó, ở đây có thể là vài tuần thậm chí cả tháng rồi đựng thùng nước đó, rồi vừa tắm vừa rửa rồi vừa giặt vừa ăn nữa. Dạ rồi sao, rồi sao đủ nước để dự trữ tháng trời đúng không? Dạ rồi, thì hiện tại vị trí ở phía bên tay trái mình quan sát giúp em nha, à phát hiện nghe ghe bún nước lèo sáng mình ăn phải không? Dạ đây cô chú đây đó đang ghé vào chợ đây để mua tôm mực thịt cá đó để ngày tiếp tục ngày mai bán, họ mua ngày nào thì bán ngày đó thôi, cho nên đồ ăn nó sẽ tươi hơn nha. Dạ thì cái khu vực vị trí ở đây đó thì thấy chữ chợ thị sản đó, thì đây là chợ Tân An. Thì chợ Tân An ở đây là một trong những cái chợ đầu mối phân phối cá nước ngọt lớn nhất thành phố Cần Thơ hiện nay. Dạ cho nên cái ghe đó ghé vào đây để đi mua tôm mực thị sản trên đây. Dạ rồi, còn hiện tại mình thấy có nhiều cái chiếc ghe tàu đó đúng không? Dạ, mấy cái chiếc ghe đây ở miền Tây em mỗi loại phương tiện có tên gọi khác nhau. Dạ, cái này cũng gọi là ghe nhưng mà là ghe gì?
Dạ sắp tới chị, tầm khoảng 5 phút nữa tới bến rồi. Dạ không phải đò, những cái chiếc đây nè. Dạ cái này được gọi là ghe đục nha. Dạ ghe đục là ghe dùng để chuyên chở thủy sản thôi. Ở bên trong ghe đó sẽ là những cái khoang rộng. Đây có một chiếc ghe nó hết đây. Dạ để giúp em, con ghe nó hết hai bên là gì? Những cái ô cửa sổ và được chắn bằng một cái lưới thép gì đó, giúp cho nước ở trong ghe với ngoài sông cứ lưu thông ra vô tự nhiên cho cá sống. Dạ đúng rồi, để rộng cá đó. Đại khái là rộng cá đó là ghe nó cứ chạy đó thì nước cứ ra vô bình thường thôi, là đảm bảo cá sẽ tới chợ Cần Thơ sẽ hoàn toàn tươi sống hơn. Dạ nãy giờ có ai phát hiện những ghe đục ở đây họ đến từ đâu không? Không để ý biển số luôn hả? Dạ những ghe đục đây hầu hết họ sẽ đến từ vùng Đồng Tháp với lại là An Giang là nhiều. Nếu tưởng tượng An, từ An trên An Giang đi xuống tới đây đó mà gồng trong những thùng phi cũng bị ngợp một vài con. Còn vận chuyển bằng ghe đục này sắp hoàn toàn tươi sống hơn nha. Dạ rồi, thì cái ghe đục nãy mình thấy có, tại sao có số ghe thấy cái ô cửa sổ, số ghe không thấy? Dạ đúng rồi, khi mà mình thấy nó có cái ô cửa sổ đó là hết cá của chú cho bơm nước ra bên ngoài. Còn bên trong, dạ bên trong đó thì khi mà có cá thì chiếc ghe nó sẽ khẩm xuống che lấp đi cái ô cửa sổ ở đây. Dạ, bơm nước vào hả? Dạ bơm nước vào, họ không có cho vào hết nha, chỉ cho vào ở giữa thôi nha. Dạ đầu và sau lái không cho nước vào nha. Dạ rồi thì cái bến phà đó nè, à, chú nói đó, bên tay trái bên hàng mình đó. Dạ thì cái khu vực này là bến phà Sớm Chài, là cái chiếc màu trắng trắng chở được các phương tiện là xe. Còn những cái chiếc xuồng máy đuôi tôm nhỏ nhỏ đó thì đó là có thể gọi là chiếc đò đó, để đưa đón những hành khách người dân đây sang sông được thuận tiện dễ dàng nhanh chóng hơn. Dạ rồi thì giờ này tàu của mình cũng sắp cập bến rồi đó nha. Dạ mình khoan hãy cởi áo phao nha, thì nào tàu cập bến hẳn mình hãy cởi ra giúp em. Dạ rồi thì một lần nữa đó, thì trong thời gian này gia đình mình vui lòng là kiểm tra hết lại những cái hành lý tư trang cá nhân như là ví tiền điện thoại giúp em đây nha. Dạ kiểm tra hết, nhớ coi sáng giờ mang cái gì xuống nè, rồi mua cái gì nè mình mang về hết giúp em để làm quà nha, đặc biệt với bánh kẹo hoặc quà gì đó để mua về cho bạn bè đó. Dạ rồi thì một lần nữa thì cho phép em xin đại diện cho công ty tàu du lịch Tư An gửi lời cảm ơn đến gia đình mình đã đồng hành cùng tàu du lịch Tư An trong suốt quá trình tham quan chợ nổi Cái Răng ngày hôm nay nha. Dạ chúc quý gia đình mình đi về có thật là nhiều sức khỏe này, nhiều niềm trong cuộc sống, và chúc gia đình mình sẽ có một chuyến tham quan thú vị tại Cần Thơ nữa ạ. Dạ rồi em xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại gia đình mình luôn ạ. Dạ. Dạ. À cái chiếc mây màu xanh xanh đó hả? Dạ cái đó là tàu cao tốc Cần Thơ Côn Đảo. Dạ có bốn. Dạ thời gian hả? Thời gian thì mất 4 tiếng nha, 2 tiếng trên sông và 2 tiếng trên biển. Dạ bằng từ đây từ Cần Thơ di chuyển tới bến cảng Trần Đề đó thì mất 2 tiếng, từ Trần Đề qua tới Côn Đảo nữa thêm 2 tiếng nữa. Thì tổng thời gian sẽ là 4 tiếng nha. Dạ Trần Đề Sóc Trăng á. Dạ đúng rồi. Dạ rồi giờ này mình cởi áo phao ra được hết rồi nha.